mấy tiếng. Bắn cái này đơn giản vãi lộn ra thì mày cũng bắn được. Bắn MP dễ vãi lộn luôn đấy. Bắn đừng có đẩy. Nói là tao nói là tùy từng người chứ đâu phải là thằng nào bắn được đủ mày. Nói như mày có người nó chơi quen FPP nhiều người không quen chứ. Tao chứ một thời tao bắn được cả hai đây. Tao bắn được hai. Một thời gian tao bắn TP nó quen tay á, thì bắn F tao quay lại bắn CSGO đéo được. Thế tao bực mình tao lại luyện lại FPP ở bên đây. Cái gì nó cũng phải mẹ mày. Chóng mặt lắm, tao không nhìn không quen nhìn mấy cái gì vẻ kiểu FPP xong bảo to nhìn rất chóng mặt. Mắt đã cận lòi thì mẹ mày 2 độ mấy, 2 độ rưỡi. Còn đéo đeo kính nữa thì mẹ nhìn tao mắt lắm. Tao thề tao chơi game nhiều như vậy mắt tao đã bị sao không phải lồn ạ. Mày tuổi lồn chơi bằng tao con ạ. Tao chơi từ năm lớp 4 địt mẹ mày tới giờ, năm lớp 4 là chơi CF. Năm 4 là mày năm mày bao nhiêu tuổi? Mấy lầm như năm bao nhiêu năm 2 này mấy? Năm lớp 4 là 8 tuổi. Đấy phải, nhầm nhầm. Anh này mười mấy. Hả? Đéo biết thì mẹ đừng hỏi bố mày về năm ta toán học mấy. Lúc mẹ đã ngu toán rồi còn hỏi về toán. Nó kêu năm lớp 4 mà năm 2 mười mấy thì mẹ mày. Bố mày ngu toán lắm, đéo tính đâu, đéo tính đâu đau đầu. Năm lớp 4 mà 2 mười mấy là bố biết mày thì mẹ mày ít nhất là mày, giờ thì mày chỉ tầm khoảng 18 19. Thì cơ mẹ mày. Năm lớp 4 mà năm 2 mười mấy thì mẹ mày. Tôi buồn ngủ rồi đó, đi mẹ. Chưa mà lại game tôi đi tôi ngủ luôn. Đi tôi ngủ, mai dậy sớm quay clip. Quay clip lồn đi, sách à? Hả? Đi mẹ mày clip sách mà quay lồn đi. Quay lồn được buổi sáng mày. Sách người ta quay buổi sáng đẹp mà. Đầu óc mày suy nghĩ là như vậy chứ. Hả? Chỉ có cái đầu óc mày mới suy nghĩ là như vậy thôi. Đi mẹ buồn ngủ vẫn lồn. Thì trẻ mày cho tóc lên nhìn dị vãi lồn nữa. Hà. Đi sạch đi. Lầy vãi lồn. Số 1 Ngọc Sơn hay quá. Vào chết đầu. Bay. Địt mẹ mày Sơn. Địt mẹ. Còn ngáo cần này. Quên điều đã rùa, địt mẹ xuống trước rồi. Xuống trước không quan trọng, mà quan trọng là thằng nào có xuống trước. Xuống trước mình xem đọc vị trí của nó đâu nữa.
AK đã lốc rồi. Kìa kho kìa. Kìa mẹ. Cảm ơn. Đi cho mẹ ba thằng vãi lồn. Chạy đi. Anh ăn được 2 kill. Clear đấy, đây giết một thằng rồi. Địt mẹ ơi, tao đề nghị qua TPP gấp. Clear rồi à? Qua TV đi mẹ mày. Giết cái lũ mẹ mày, còn 2 thằng trong đây này. Còn 2 thằng trong khu Phai Lan. Spay đâu biết chưa lộn nữa. Tao giết 2 thằng rồi. Tao giết 1 thằng rồi. Mình cho 2 thằng lùn đâu kho, mình tưởng hết rồi. Cầm mẹ. Qua TPP bằng đó. Cân bằng bị mẹ em. 2 thằng giờ bằng FPP. Thằng lồn ngáo đéo bắn được ti FPP địt mẹ mày. Thì bây giờ chẳng lẽ tức mẹ tao phải làm theo yêu cầu của mày thì địt mẹ mày, thằng kia lại đéo làm được. Thằng này nó bắn như kiểu chỉ cứ đi trốn đi loot xong cắn trộm nó thôi, đéo bắn kiểu solo đối diện được. Địt mẹ cái cho nó cân bằng solo thôi. Cho cân bằng team chứ địt mẹ tao đang buồn ngủ nữa, bắt tao chơi mấy cái đấy thì tao ói con mẹ nó luôn. Ói cứ vào đó ói xong ra cốc về đéo không đừng nghiến răng vào ra nước thôi đéo bẩn bạn nuốt nghiến răng vào ói nghiến răng vào để bã đéo nước thôi đi ói cái lồn tàu quốc hôm nay tàu quốc chụp cả một mình tao, cái tô cơm chiên dương châu bự chảng đi cả một mình tao, đéo nhỉ, cả nhà đéo ăn, mình tao ăn. Thì mẹ có đúng một lần mình chơi FPP hôm đấy thì mẹ mình no quá rồi đó, xong đói à đâu kiểu tức bụng không địt mẹ ông chơi ép mình chơi FPP thì mẹ ít thì mình mà mình đang chơi giữa trường thì dừng lại mình đi nôn đéo ngồi được, tắt máy đi ngủ luôn đi mẹ. Đã bảo rồi nghiến răng vào để bã còn đỏ nước thôi, cái đói nhuốt vào đấy đúng rồi, thì mẹ chỉ có anh làm điều đấy, kỹ năng sinh tồn. Địt mẹ mày đúng yêu cầu của mày đấy, địt mẹ vào mà chết đầu thì thôi, đi cho mẹ lại chuyển nơi kia tiếp. Cho mày cơ hội 2 trận. Chỗ này bố mới còn địt mẹ mày ngồi thủ dâm được. Địt mẹ thủ dâm ạ, địt mẹ mày tao thề, tao bắn đéo bao giờ thủ dâm luôn. Không, khi nào mà còn một mình tao bắn FP của mình tao mới thủ dâm chứ còn đéo bao giờ luôn. Tao cứ ngồi trong nhà địt mẹ mày, tao cứ hút, vì dân tiền nhiều khi tao hút thuốc, tao cứ ngồi trong nhà tao đéo đón chạy ra. Vì địt mẹ mày khi hút thuốc là cái ta chỉ còn cái tay cầm và tay để bàn phím thôi, tay chuột thì tao đã để mẹ tao cầm tao thuốc tao hút thôi. Vợ mối chuẩn bị công trang ấy, cả tại công trang ấy. Nó bên vợ mối ấy. Thì đút nhanh vào vận dụng mối trước. Đó, địt mẹ bạn FPP nhìn nó vãi lồn nó. À nhầm TB nhìn nó có vẻ dễ nhìn hơn nó. Dễ nhìn không, địt cân mẹ mày đang chạy nó ở trong nhà nó ngó là nó vã cho thì địt cân mẹ mày chạy kiểu gì tuổi lồn, địt cân mẹ mày 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 đẩy nha, nói nhất túi cam lò một TBB này.
nó chỉ có bắn móc lốp em cũng được thôi, chứ còn 1-1 thì tuổi lâu rồi. Mai giàu quá, giàu quá. Thế địt mẹ mà tôi lúc có hai cái nhà mà tao mẹ về ba gần 300 viên đạn xanh này, what the fuck, lồn một dâu vãi lồn đi. Địt mẹ mày thấy đạn thì phải lút đạn chứ, bây giờ thấy mày là đéo có cái gì thì thấy mỗi đạn thì mình quốc cái đạn đủ lại đạn 7, 210 viên đạn 7 rồi. Có SR bảo nhá. Tạp, tạp đàn to à. Đấy, cả phần đấy thì mẹ đang tập trung cái KDA của cái TBB này. KDA ông bao nhiêu? Hả? KDA ông bao nhiêu? 1.90, còn thì mẹ 10.0.10 nữa là... Ghê quá, ghê là quá, rồi. Thế thì ghê quá. Cho nó lên 2 chấm cho nó tròn tròn, cho nó đẹp, thì nhìn cho nó đẹp. Ghê quá rồi. Ừ, đi mẹ mày. Ông biết FPP của TV của tôi bao nhiêu không? Địt mẹ làm cho cái số nó đẹp thôi, chứ địt mẹ đéo quan trọng là cho cái số nó nhìn nó có thể đẹp đẹp thôi. Chứ không mất công nó lại tụt, đéo bắn một ngày là tụt kinh lắm. Đéo bắn đéo sao? Và địt mẹ ta đút tiếp đã, ta chưa có cái gì để ta bắn cả. Đạn xanh thì nhiều thật đấy. Ừ, địt mẹ đạn xanh thì nhiều thật đấy, nhưng mà... Đi 14 nha. Đây mới đây. Thôi bắn mẹ hai, bắn mẹ hai khẩu M4 đi. Đạn 7 nhà chấm này, tí anh em mình thích qua mà bú. Địt mẹ em sang rui rồi, lút chết cụ luôn rồi. Hơn 200 viên đạn 7 mẹ nằm lết lết đấy. Đéo có súng gì mà bắn hai khẩu M4, địt mẹ đéo có khẩu QBU hay gì kìa. Đây QBU của em đấy, vậy đấy. À, địt mẹ mày tin này. 10 viên xịt mẹ 6 rồi. Tin nó phải bắn cái gì nhỉ? Cái map cũ, cái map Angel với Mirama. Map đấy phải bắn FPP. Ừ, bắn cái đấy thì còn dễ thở, địt có mẹ nó còn chạy qua chạy lại, nó còn dễ thở. Nó ít người đây, đâu đông vẫn lồn, nó đi vậy dồn vào một đông lúc. Đông nó vui. Đông nó vui thì mẹ mày đó giờ người ta kiểu đông mới vui. Đông vui lập, ít người nó vui. Không phải, mà là nó nhiều. Đi mẹ mày xử lý gọi là 2-3 team ở cái map này nó chóng mặt lắm. Đi vậy mày flick chuột cứ kéo qua kéo lại nhìn đau mắt đấy lồn. Bố phải biết, tao đang nhìn nó đây, đang đứng đây tao nhìn. Ôi thì phải có ca không ai nhặt à? Đâu ca đâu. Đây này. Đâu? Đây anh này. Đe đấy hả? Tao lên trước nha. Tao lên tao nhìn. Đừng lên. Cà. Tao đứng nhìn thôi, địt mẹ mày cứ đâu bắn đâu. Mày biết đây là TPP nhá, mày đứng mày chỉ cần nhìn thôi, mày gỡ mồm ấy. Tao đang bật sợ, tao đang đứng ở tảng đá. Nó chạy lên vô muốn kìa. Cục cái ngã từ từ nào. Lấy không? Bỏ bắn. Hai cho đồ này. Nó chưa lúc mối giờ này nó mới chạy lên lúc mối này. Trời ơi. Cú vít ở trong nhà này xong chạy lên nhỉ. Mẹ nó thấy tao là thiệt đéo nè. À không. Có hai tem sao móc tới nữa, tem sao móc tới nữa. Đi này đi. Bọn này nó chỉ nhìn tao thôi, chỗ này đâu có cửa ra rồi. Hai thằng chỗ tao này đang công này. Bắn được nha, bắn được để tao bết cho. Đồ đâu á? Bị team khác bắn, bị team khác. Đấy, thì mẹ team khác mà bắn cho ngu lồn. Vã chỗ luôn, team khác bắn là mình phải vã theo luôn. Khu nhà, em bị cướp tảng đá để bắn được nè. Tôi không muốn bắn lắm, em đang muốn bắn lắm. Em muốn bắn lắm mà team đấy, có... vã luôn, nhanh gọn vã luôn. Team khác chạy xuống là phải bắn. Bắn mình lồng dưới tay. Rồi xong kia rồi.
Con này sấy kinh lắm ấy nhá. Cơ mẹ cái giáp 3 mới nhặt của sấy còn có 96 này. Kinh đấy. Chui vào đây. Cho nó rộng rãi. Một thằng có M24 Silent, có một thằng có M24 Silent. Một thằng dính kia nha. Hai thằng đằng đá anh xử rồi. Thầm Phụng. Thầm Phụng. Hai thằng đằng đá xử rồi. Thằng đá nào nữa ở đây có nhiều thằng đá lắm. Ờ nhiều lắm. Đây bắn đây. Có một thằng M24 Silent, có một thằng M24 Silent. Bố biết nó ở đâu rồi. Lết này con đi. Lên lại anh bảo cánh à. Một viên đầu yếu, nó ve 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 đi lâu luôn, thằng đó ve lâu luôn, tin tao này đơn giản thế. Lên lên thì lên luôn đi, còn à hết rồi bấm nhầm. Bấm nhầm mà ít mẹ từng con người mình cứ gión mình chạy lên từ. Lồn mẹ, đang đau tim. Thằng nào mắt nặng mở rộng không cho xin mắt nặng mở rộng vậy. Tao có băng đáng xin. Đây cho xin đi ngáo tới sau lưng rồi này, thả đi. Đau cái này, cái cà lan như là một tí. Ý là bây giờ mày cũng 16 tuổi rồi. 18, 13, thì là 19 rồi. Thả đi mày. Ra đây. Không, tao đang hỏi thằng ngáo tí này có mắt nặng mở rộng cho nhanh đấy. Đấy, mẹ. Đây. Có rồi, có. Kéo xuống địt mẹ rồi. Địt mẹ đéo nhìn thấy được không? Rồi, loot hết rồi đấy. Xong lo thì bo đi. Mẹ đứng gì gì đấy, chặt đi. Bố mới còn cấp 2 khẩu, bố mới cấp 3 thôi, lộn đâu. Chúng nó đâu cấp to đâu, cần cấp 3 à. Mắt này cấp 3 được mẹ zoom được rồi. Cấp 3 là zoom được rồi, cấp 3 map này ổn rồi. Hơi khó bắn xíu. Nói chung là một cấp 3 hơi khó bắn xíu nhưng mà mẹ phải có hơn không. Không cấp Lào cũng như cấp Lào mà có chào mày cũng biết bắn như Lào hay không. Thì mẹ mày sao này chóng mặt chứ nhỉ? Tao thề luôn ấy. Không. Tự nhiên tao hơi chóng mặt vẫn lâu luôn ý. Lâu mày không kia đêm ấy. Hay là vậy ta. Hôm nay có thằng Tuấn Anh ấy đầu mới thịt mẹ mình mới chơi đêm một bữa ấy. Trong đuôi có xe nha, có xe không? Mình thấy biết chạy qua luôn. Được không, tao đéo bây giờ chơi đêm đâu. Chóng mặt vẫn lâu. Tao ít khi tao chơi đêm lắm, hợp cả với tao chơi đêm. Nhưng mà mày nhạt vẫy lồn đi mày, mày đi có thể mặn mà ăn được. Tao phải bắn thấy bọn kia cơ, thằng Kha, thằng Long đồ kia bên kia cơ, đi con mẹ mày bắn. Bắn đêm đéo lòng bắn với nhau, bọn mày cười vẫy, cười thì mẹ tụt lồn luôn. Tấu hài vẫy lồn luôn. Đêm đéo nào cũng cười thì mẹ cười nghịch vui lắm. Tiếp mẹ đêm nào ông bà già tận kêu như kêu ta như thằng tâm thần cũng ngồi cười mình. Vui lắm. Tuổi nhỏ thì nó phải khác, tuổi lớn vui thôi, vui quá. Nhưng mà dạo này tụi nó đang chơi game Monster Hunter World đéo thì mới ra à. Đéo chơi gì nữa. Chứ không thì địch mẹ. Chứ không thì hôm nay tao đéo chơi với mày đâu, mà tao phải chơi bọn kia. Mày tuổi lồn, bịt mày nhạt vãi cả lồn. Bịt có muối. Mày phải thêm muối vào cuộc sống mày đi. Thật bịt mẹ
mẹ mình chạy, tôi thề luôn nếu không nhầm, thế như mà chạy, cố gắng chạy, chạy tới bo đấy rồi nó chắc chắn sẽ bo tiếp một lần nữa. Nếu kịp hồi máu, nếu kịp hồi máu phải bắt mình chạy thêm. Map này mẹ em xe thấy lô hốp vẫn lồn, chạy cây số, cả tuổi thanh xuân dành để chạy bo. Mẹ mày hack khẩu M4 vãi lồn nữa. Có, nó có tao cái cầm đây. Mày hôm nay uống, hôm nay uống nhiều nước á. Hôm nay uống nhiều nước đáo á. Thì cơ mẹ mày cà phê uống như lồn, pha mẹ cà phê nó ngọt. Ê có... uống nhiều cà phê, cà phê nó ngọt. Có đây này, thằng lồn náo chạy qua luôn. Đón tao. Con mày. Đúng rồi, cái tên ngáo. Đang... tên ngáo quá khác, bị con mày. Nghĩ về một chuyện được nè, để ý. Nghĩ về ngày chuyện là ngày mai làm sao để bịt con bồ. Mẹ mày càng đéo gì phải nghĩ, tao phải như thằng Trúc Anh. Thích thì... đúng rồi, mày cứ thích. Mình thích là phải nhích cái đâu tiền anh thì mình cứ từ từ để khác có hốt thì địt mẹ. Địt mẹ đi Nhật chả biết làm gì, đóng phim chả chừng. Nhật. Lại à đi. Tiền anh nó lồm đó, nó đi Nhật mày chi ta là không đúng. Lên đi. Ngáo. Mày tên con cặc thì tự nhiên tao thấy tao gọi mày là ngáo à. Cái lồn vậy. Tôi tin ti địt mà. Cái lồn này nó kêu bằng ngáo. Bằng ngáo ti. Chá. Ti. Không. Ti dú. Địt mày mới ti dú rồi rốt lắm rồi. Phải để tao ti dú. Ừ đầu ti á. Ôi chết mẹ tao chết rồi. Tao phải chạy nhanh cái cỡ rồi. Sao từ okay. Mẹ chỉ có tông vào đâu là tao chết luôn. Địt mẹ mày, có mời tư xe lạnh kìa. Địt mẹ mày. Quái lồn. Mẹ mày bốn lát đấy thôi, giật. Giật mấy người lồn. Đéo nghe tiếng súng này. Tao đứng máy, tao đâu nghe được tiếng súng, tao đứng luôn. Địt mẹ em cũng nghe tiếng bắn cái ụt rồi, mẹ em tính nhảy xuống cũng chết. Tao buồn ngủ quá. Từ, tao phải reset game kìa. Thời gian này reset game là... Địt mẹ em... Sao khó chịu ở cổ ấy nhỉ? Mày coi có mượt không? Cái lồn gì thì phải đang lag của máy, nếu con bật được Discord, bật được web đây. Đang lag. Mai event rồi, ông nào hết không? Giờ này vẫn chơi GTA à? Chắc phải mai đi quẩy GTA phát. Vì sao gà, ấy chà. Do máy nhiều game quá đi mẹ, toàn game nặng. Nặng hết cả máy. Đây máy tao có cả một không đúng không? Mới không máy net bị con mẹ bị sốt sắc cả cơ. Cái net với máy nhà nó phải khác nhau đúng không? À vui vui. Hai tem vãi nhau đi. Đồ đang ngon.
Tao buồn ngủ quá. Alo mẹ, chúng mày nhạt quá, tao buồn ngủ quá. Hỏi chúng mày nhạt quá, tao buồn ngủ quá. Chúng mày không nhạt à? Dạ, về. Mày thấy nó nhạt đâu thì mẹ đâm đầu chứ người ta cho chết không biết nó kêu là mình nhạt. Mày nó ngu. Nó vừa ngu vừa nhạt đấy. Sẽ móc con người kìa. Mẹ ngay mà. Bịp. Bao nhiêu quả flash đem xuống. Bắn cái nó cam khó chịu vãi luôn. MVP đi. Các MVP tao đi chơi chỗ khác. Đi mẹ mày tao buồn ngủ quá rồi đấy, bắt tao MVP tao ngủ ở ghế luôn á. Hay bắn cho lốt cơ hội ít nhẹ trận nữa. Hay bắn đi, hay bắn đi tao đi ngủ. Mệt quá. Mày có tin đây lần cuối cùng tao chơi mày không? Bình thường đi mẹ mất bạn này có bạn khác đi cầm mẹ mày. Luôn, ta nhiều bạn. Mẹ mày phải ra chơi bỏ công việc ra chơi nó đi cầm mẹ nhỉ. Cày. Anh nhắm cặp luôn. Cày vãi lồn. Bỏ cái công việc đi chơi. Cuối cùng mẹ để nó phán cho cậu. Ừ, đi mẹ mày buồn lòng vãi lồn. Cái thịt cái hoảng và cái lồn. À thì vật thật luôn á. Chị không thể mày cút không mày hẳn đi. Mày buồn ngủ ngơ. Mày ăn cút đi. Tao có ông sơ làm tao buồn ngủ đi mẹ. Giọng mày ăn bảo người khác nhạt. Thì cái lồn mày ăn là mình có cái lồn gì đâu à. Người khác nhạt. Cái thì cơ mẹ mày cái giọng ông nói mà, cái giọng ông ấy trầm thì nghe thì buồn ngủ. Nói mình chả nghĩ lồn. Tao đầu buổi đếm suy ít cả. Từ. Và cái map nào bắn tất cả đi, chứ dính map nào được bắn map đấy cho nó thay đổi xíu. Tao vẫn chưa được gặp mưa ở cái map Mirama à map Angel nhá. Các bạn. Nó nào? Nó chưa gặp mưa hả? Ừ, trời mưa với sương mù tao vẫn chưa được bắn map hai cái map đấy. Tao gặp chán này. Tao đang đợi nó đi. Tao bắn đi mẹ mày từ hôm qua tao chưa được gặp map đấy là lúc lần nào gặp đi mẹ mày. Toàn thời tiết nó vãi lồn. Với cả cái map sa mạc nữa, cái gì người ta kêu bão bão cát đồ mưa gì tao chưa gặp. Không, cái đấy thì cũng chưa gặp. Vẫn địt này đang cố gắng săn lùng cho bằng được hai cái đấy mình xem thử có như thế nào. Tao thật chứ nếu như cái map Mirama mà địt mẹ mày nó mà sương mù nó nằm xuống địt tao thấy luôn. Hồi xưa map đấy nên như kiểu là một cái ác, như kiểu là một cái động assassin vậy. Địt mẹ xưa bò cuối bò hết. Ừ. À, đi. Cứ tầm sương mù là địt mẹ mà nằm từ rìa bò chui vào trong bò đéo thảo thấy nha. Mày mà lụm được thêm cái đầu người cỏ nữa. Địt. Hai thằng ngồi địt mẹ mày bò lết đụng đít nhau luôn mà vẫn đéo quá. Đéo thấy nhau. Hồi xưa sương mù nó còn có cả thêm tiếng gió. Đéo nghe được tiếng bò, tiếng chân gì hết. Nghe ghê vậy lần. Nhưng mà bây giờ thì lại thấy nhớ nó. Bỏ nó cũng thấy nhớ. Mày xưa còn mấy cái mát đi dùng. Đây. Nè mình nhảy đây đi. Chris friend này. Ôi ơi đi cho mẹ mình cái lồn đồ đâu. Nhảy cứ là con dầu tí vào đi con mẹ. Thằng kia chưa vào game đi. Thấy từ nhảy pick từng nhảy pick đồ thì từ từ đã. Đừng nhảy nhá đi. Có khi mày chưa kịp thấy xe chết hết mẹ rồi. Nhảy đi, đi mẹ cho để mình tao nhảy. Em ngu thì mày nhảy trước, cái map này nó kia đâu. Ôi trời ơi. Đá gì thì đấy chứ đá. Có một cái nghệ thuật cả đấy. Ít có mẹ nó xuống nhanh kìa.
Hãy luôn. Có tiêu ta bay đâu vậy? Là cầu rì ba rẽ á thì biết luật. Không, tụi ta nhảy Pecado. Không, bịt này. Ô lê, đéo thấy nó cầm súng một lò bắn chết mình. Chết bị cầm mai em. Trên đầu đi cho nhiều súng vãi luôn, anh em đéo lên xuống dưới nhá. Lồn mẹ mày lag vãi cả lồn. Đợt thời địt mẹ mày, chúng mày ngon mày còn chơi được, người ta đéo chỉ chơi được rồi đó. Đêm đến là nó buổi sáng thì máy ngon, buổi tối thì nó máy sao lại thế nhỉ? Sao lạ vậy ta? Buổi sáng thì máy nó rất là mượt nhá, nhưng buổi tối mẹ nó yếu với lồn luôn đấy. Hay do mạng ta? Do nó. Không, tôi nghĩ do mạng. Buổi sáng máy ngon lắm, buổi sáng tao chơi nhảy đâu tao không biết lag hết, nhưng mà cứ đến buổi tối tầm 4 giờ 4 rưỡi ấy, tôi nhảy nó lag vãi cả lìn. Không, mày là do nó thôi. Mẹ. Vừa lấy mình nhảy xuống mình bấm R mãi đéo thay đạn. Chết chưa? Chị mẹ, còn mỗi thằng ngáo nó xử lý rốt, nó chết sống kệ nó này. Phải hứa tao thoát nha. Ừ. Hay là anh em đi mẹ mà đá stream MMC không? Nhìn địt mẹ tao đéo rảnh. Địt không ạ, thì đá stream MMC bắn vào đầu. Tao ghét nhất đá stream thè luôn. Từ từ tao gặp MMC tao hello cho em chụp ảnh phát rồi về. Mặc cái bộ đồ mới của địt mày nữa. Bộ đồ nó làm tao ám ảnh tuổi hồng. Chào. Lết. Gì rồi? Thôi là vừa tôi bắn hết tôi hàng hàng. Mấy cái chân nó càng lên nó hủy. Nghỉ rồi. Một thanh niên thiếu muối nghỉ. Tại mày nào nó chết nó nghỉ ấy. Giờ còn ai không ta? Mà lồng kia cắm đầu vào chơi Monster Hunter World rồi. Bắn không? Vô đi kiếm thằng vào chơi nữa không? Cạc kéo chơi nữa, nghỉ. Cái gì? Còn mẹ mày. Đi về ngủ đi, giờ mới có 12 giờ về được á. Mai dậy sớm, mai sáng mai chơi. Chéo đi mọi em ấy. Làm cặc thì giữ về 6 giờ chơi, 6 giờ tối ấy. Thời gian đấy tao là tỉnh táo. Mà tao lại ép tiền. Lịt mẹ em ấy. Để khoản đấy tối chơi, à mai chơi rốt lắm. Mày phải thông minh trong việc thì mẹ mày suy nghĩ và phán đoán nhé. Đi mẹ. Ông kia còn chơi không? Segment you know, two segments you don't. Hello. Hello. Đi hết luôn.
twins, purple hoser. Now we're heading on to overtime. Have to be the judge of that. Mine. Wow. Okay. You might be asking. I'm hop intrigued. In. Zip that sucker up. Okay. Full sauna. Oh. Little cool, not cool. Bye-bye. Here we go. Starting off with the bang, Cubs. You got something cool for us? I guess you guys are gonna have to be the judge of that, you know what I'm saying? I brought some of my best work today. This is a portable sauna. Oh my gosh. Wow. Okay, so you just have to hop intrigued. In. Zip that sucker up. Okay. Already turned it on, it's set to 160 degrees. Oh my. Wow. Okay. You might be asking yourself, but Kobe, what if you wanna use your phone? I actually was not thinking that. Oh, nice. You know what? I like the effort. I'm gonna give you a sympathy green. Yes, I'll take it. Ty, you have lost your mind. It doesn't look to be tall man approved. Going with the red button. Oh my, Rip, put your hand in there. Listen, this is not a toy. You should not have gone first. Here's the deal. I'm gonna vote based on how sweaty you are at the end of this segment. If he is sweaty, he will get a I. Absolutely. Nice, yeah, nice. You want to green him? Nice. Yeah, that is 100%. The mic needs fall. We need some of that technology. Needs that technology. I got to say, I'm going to keep that over here. Cody or Gare? I'll go. Somebody quick. If you don't mind. The world's loudest whistle. That's a pretty bold statement. Oh, okay. Wow, this is hard. I can't really plug my ears from here. I need every... I'll give him. How about both? Great. There's no other whistle I'd rather have. I think I might be able to hear that whistle. Yeah. Comment below whether Cody's right or not. Speaking of space, I've got a cool thing you're gonna enjoy. Wow! That is some remarkable control. I will 100% green that. Green for Kobe! Sorry. I'm not very good. Land on the table. Oh, sorry, Ty! Coach, congrats. I'm not a great flyer, but the product speaks for itself. Oh my land, you are sweating. I did say if it was a working product, I would not fault it. Give him the green. Thank you. Thank you. I'm going to wrap up this segment right here. You guys ever seen one of these? Giant flashlight. No, sir. Codes, I'm going to actually use your vehicle in the demonstration. I would be honored. Would you mind taking it up for me? I'm going to stand back. I would like to introduce you to the net gun! I think we have a little fun with the net gun. I think we should. Here we go, boys! Woo! This is how you handle the tall guy that only shoots threes. Three, two, one. Oh, we got a cameraman net! Should we see if he'll take down a twin? Take off! Take off! You just got netted. We should probably go back to the desk or we're gonna do this all day. Nice. Round of applause. Great, cool, not cool. We're getting better. Well, it is time to move on to a brand new segment. Hope you guys enjoy it. It is called Pranking with Taxidermy, baby. Careful, boys. We got a live one here. That'll get you. See, that's why it'll get you. Okay, so here's some various taxidermies, and here's how this is gonna work. We got a couple buddies. They think they're just coming to hang out at the office today. What they don't know is there's gonna be a vicious garden snake waiting just outside DPHQ2, ready to sneak attack. I'm ready. Let's head downstairs. Woo! All right, guys, here we are at the sabotage point, and we're gonna lay our snake right here in the grass. So here's how it's gonna work. Snake's gonna be laying here. Fishing line is gonna be through the crack of the door. They walk up to the door, ideally, without seeing the snake. And then here it comes, right out. I think that's gonna work. They think that this door is open, so they're gonna walk up and tug. And then the snake's just gonna... Okay, they're here. Telling him to use a fake code on this door, so he's gonna be right here.
coming in from your left. Believe that both Wesley and Trav actually wet their britches. I cannot believe that. That is funny. That was a good time. It was a good time, and I hate to be that guy. That wheel is gathered here today. We for the third time in a row show this week. Vân Nam nhá. Chắc là tí nữa anh đọc lại donate của em xong. Anh đang bắn giải. Anh không nghĩ được nhiều. Cảm ơn em nha. Nát cũ cả giáp. Cái mẹ đang đi xe mà địt mẹ bị xe đuổi và bắn bắt đầu. Bọn kia vẫn ngoài vòng đấy anh ạ. Ừ. Chặn nó đầu vòng đi. Tính xe này. Hướng. Ờ có. Đi ở điện rồi. Xe đến anh. Nhanh. Đây bọn em ấy. Được. Từ nha, nó định dừng ấy, từ xem, nó dừng. Một đầu rồi đấy. Có tính xe nữa. Ờ ok ok. Bỏ. Nó đang dừng hồi máu nhá. Để làm chưa phát. Kìa nó lật xe kìa anh. Bắn lốp xe rồi anh ơi. Đây bọn đấy đấy. Bắn lốp xe rồi đi anh ạ. Ngoài vòng anh nhé. Bỏ không ơi. Bỏ đi. Mà đéo có bình máu đâu cơ. Có băng đít này có lấy không? Có mỗi 4 cái. Thôi có 5 cái thì thôi. Ông có nhiều nước không? Này. Đi muộn rồi, đi muộn. Đi sớm chứ. Tiếp lại 30 giây cũng thế à. Đi. Nên lái đi. Đi mẹ già hơn lái đi. Lại lời. Lên đồ
hở lắm. Bịt mẹ lên đấy hở lắm. Em chết em chớp được anh ạ. À. Anh có phóng được bên này vào này, bên này. Bên này. Được. Bây giờ em chết em chớp được mà. Anh có nhìn thấy chớp của em không? Đấy, có gì á? Không, vào quarry mới quarry tù lắm. Chỗ chấm vàng không vào được đâu anh. Tầm lầy anh ạ. Ai bịt còn mẹ nhà mày. Nó cái bắn chúng này. À nó bị công. Lên rồi lại có người này. Gì, bịt mẹ dừng quả trí đấy. Nhà mình chấm chứ chắc có người đâu. Bắn con cặc thì bị bẫy trước mặt con người này. Bắn là trúng nha, thì bạn đừng bắn trượt đấy. Thấy hở cái nhà sau. Địt mẹ nó ca bắn trượt thôi này. Chưa gì can lộ lộ rồi. Giật thế nhỉ. Cái khu có ca đây anh. Ít mà. Cái mũ lồn này. Cứu tôi không ơi. Từ từ nó đẩy chưa? Không xa. Bây giờ nó đẩy rồi. Giờ nó đẩy rồi đấy. Lồn nữa. Đâu nó vẫn ở đấy. Rồi đẩy rồi. Giờ nó đẩy rồi đấy. À đéo phải. Nó không đẩy đâu. Rùa. Cái đít mẹ mày bạn ơi. Vừa giật quá. Giật lắm, đít đéo bắn. Thao tác còn đéo được, đít con mẹ nó. Anh xem cái nhà em chấm có người không anh? Cái chỗ chấm vàng ta chấm đéo có mà ai nè. Cái chỗ mày chấm thì đít mẹ mày đúng thằng đầu thằng Zip Thanh Hóa luôn. Đít mẹ. Zip á, mình nói anh. Ờ. Ừ. Cái chỗ em chấm anh soi vào xem không đi được. Cái đoạn đấy đoạn đầm lầy mà. Bạn giật thế nhỉ? Em nhớ đấy. Giật mà, giật phải đáy. Địt mẹ nhảy vào nhà vàng thì hay. Đây là Nam cùng chỉ số mồ hôi của anh. Ô, địt mẹ lại hiện ai cần nữa đấy. Phương. Anh Phương. Mày biết chơi Free Fire cần sự tập trung không? Chơi. Chết rồi lấy gì chơi nữa? Chơi lại. Còn mấy à? Lo phục vụ khách đi, chơi cái gì mà chơi. Anh Phương. Quán không có người. Hãy kiếm việc làm nha. Muốn làm gì làm. Vô rửa chén. Sáng giờ bán gì đâu mà ly chén đâu rửa. Thì nó sạch rồi em lôi ra em làm cho nó dơ em rửa. Thôi ngồi xuống chơi game đi. Thôi em thích rửa chén. Ngồi xuống chơi game đi. Tao năn nỉ mày chơi game với tao luôn á. Ờ chiều quá. Ổn định không? Trời em đánh tim không á. Đó giờ em là top 1 mộng không á. Bây giờ anh Phương chỉ cần đi vòng chơi thôi. Em quất cho. Yểm trợ tao đi Vinh. Ủa, nó đâu rồi? We'll be right back.
này kỳ hả? Cái gì kỳ? Nó gạt. Chơi bắn người ta, em sắp bóp đến được rồi. Mày điên hả? Đây là game Free Fire, sống dai là trên hết, mày hiểu không? Mày bóp đến không mất máu hả? Mày đang nghĩ cái gì vậy hả? Đây là chế độ đồ chỉ thao với mày đầu tiên với nhau thôi, còn lại là phải bắn hết, phải giết hết, hiểu chưa? Ê, bo kìa, chạy nhanh vô bo đi, rồi tranh thủ kiếm súng mà lùm nha. Được, nãy lụm được cây súng này được không? Được. Ngon. Có AK rồi. Mày làm gì Vinh? Sao không vô? Mày biết vừa phải thôi. Mày lấy đạn súng ngắm rồi gắn vô súng của mày sao bắn được? Súng này ngắm được mà. Ngắm cái đầu mày. Đi vừa phải thôi. Hộp đạn hồi nãy đâu? Còn đạn không mày Vô? Có bắn gì nào đâu hết. Tao bắn mày gì vậy? Vô. Test nha. Mày điên hả? Mày... Trời ơi, đang yên, đang lành mày bắn nó biết vị trí mình nó tới. Giúp vô. Đạn. Ê. Nó đang đứng tụ lên một cục kìa. Đi ra ngoài đó lấy cái lựu đạn chậu nó. Tốc độ đi. Mình chuẩn headshot rồi bây giờ đó. Ê, một khoan đó chứ. Khoan. Đưa tao chọi cho. Tao không tin tưởng mày đâu. Thôi, rồi cái chốt đâu? Cái thằng ốc chó, mày làm cái quái quỷ như vậy hả? Đưa lưu đạn tao mày rút chốt, mày đưa tao ra nhà mày kêu tao đi chết luôn vậy hả? Quên chứ bộ. Tao đạp cái chết mày giờ quên. Giờ muốn không quên chơi lại. Dẹp đi. Chơi lại đi. Không. Ê. Sao? Lấy ly nước uống rồi Vinh. Không. Trời. Đây đang chơi. Mà hai người làm gì mà xôm tụ nhộn nhịp quá vậy? Bà nhìn mặt tôi giống như xôm tụ nhộn nhịp lắm hả? Đang tức cái thằng ốc chó nó cũng chết rồi nè. Ngu như chó gì đó. Mà chơi cái gì mà kêu nó ngu vậy? Free Fire. Ủa? Cái game đó là game hai đứa mình hay chơi ở nhà mà sao? Ê, cái game đó có cái chế độ squad 4 người á. Hay giờ anh với Thủy vô chơi cho vui. Ờ được á. Bình thường có hai vợ chồng chơi với nhau à. Bây giờ có 4 người mình chơi tìm 4 người đi. Ừ, đúng rồi. Hai vợ chồng suy nghĩ kỹ chưa? Game vô ngồi đừng có cọc mà chửi ngốc chó này nha. Ôi bậy bạ vô 4 người coi có người bị cô chửi chung. Anh Phương chửi em không à? Ừ, nói hay lắm, chơi đi. Tôi dặn nè, nó mà nó có đưa lựu đạn cho anh đó, thì đừng bao giờ, chứ đừng bao giờ lấy nghe chưa. Ok, lùi. Vô. Trời, nhiều khi vô em chửi ngược lại luôn nè. Ê, khách kìa Vinh. Uống trà sữa khách đi kìa. Em nó. Để em qua em order cái rồi em vô trận liền. Để. Trời, mấy ba này uống cũng đòi kêu nữa. Làm gì mà Vinh? Gì vậy? Làm gì em vậy? Tao không biết em. Mày Thử mà. Thử gì? Thử mà mất máu không? Mất máu không mày? Trong game làm gì bóp đít mất máu? Ừ. Dán trước nói là không cho bóp thử. Dán này phải thử chứ. Gì? Dán trước nó bóp đít người ta xém bị người ta bắn chết. Nhờ tôi nhanh tay bắn trước. Không có, thôi tin rồi, thôi không bóp nữa. Căng quá. Ê, có xe kìa. Em lên lấy, chở mọi người đi lấy súng. Ừ. Mày chạy được không đâu mày? Bình thường này trong game mà. Em nắm luật kỹ lắm. Ổn quá, ổn quá. Được rồi nha. Đi. Dữ vậy. Được rồi. Dạ ma đó nha. Trời nói mà. Nói luật không? Quá trời người. Dính đi. Để em. Ừ. Trời. Sao mày không can? Bộ biết luật giao thông hả? Người ta băng qua đường ngay vạch thì mình phải dừng cho người ta băng qua chứ.
Trời ơi, Vinh ơi, cái này là game. Cô Tài, sao cái suy nghĩ của mày lại là mày bóp đít người ta sẽ mất máu và mày cán người ta là không mất máu hả? Chán mày tiền, chán. Ồ ha, suy nghĩ đến chuyện đó luôn á. Ê, ê, còn thằng kìa, nó cúm giò nó chạy không được kìa. Thằng đó, hức nó, xuống, xuống, xuống. Trời ơi, sao mày lại không cán nữa? Suy nghĩ lại rồi. Sao giờ mình cán chết nó thì được á, nhưng mà công an bắt mình á là mình mất mạng nó. Cái này là game, game này đâu sao công an? Không biết mày mất mạng thôi mà tao ra rồi. Ra cái gì? Chút nữa mày biết. Ê, khỏi, 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 chạy luôn. Chạy luôn, chạy luôn. Đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Đứng lại, đứng lại, ở đó an toàn rồi đó, bây giờ mình. Ủa anh Phương, chị thấy anh thấy đâu rồi? Ủa sao cửa mở hết vậy? Anh Phương, chị thấy anh hai chắc bao xuất hiện luôn. Anh Phương cái gì? Mọi người hết sức tập trung nha. Hiện mình đang ở trong bo, cứ bình tĩnh từ từ là được. Ừ. Anh Thái Phương. Sao mày kiếm được tụi tao hay vậy? Hả? Ừ. Có định gì trên bản đồ mà. Ồ. Đúng rồi, đúng rồi. Bị gì vậy mày? Em sao đây? Mùi gì khai khai mặn mặn trời. Quần đâu anh Thái? Rồi, mày không nhớ hồi nãy mày đi lẹn lát đánh võng hả? Nhớ lại đi. Không biết mày mất mạng thôi mà tao ra rồi. Ra rồi? Ừ, nó đó. Ừ. Gì vậy? Gì vậy? Con kiến. Chắc là tao bị tiểu đường thôi. Ủa mà sao sao nãy đang chạy, bộ em chạy ghê lắm hả? Mọi người văng hết ra khỏi xe hay sao? Tụi nó bắn vô xe, sợ nổ xe, tụi tao nhảy ra. Với lại đi với mày nguy hiểm, nhảy ra chắc cứu. Nhờ vậy nha, mà nó đi một mình, nó cán một lần 20 mấy thằng. Ừ, tự nhiên. Giờ chỉ còn 2 thằng à, mình thì 4 người. Có, tại nãy lo kiếm người á, cho nên chạy không để ý cán hết rồi, chứ không là né. Hay là thôi đi. Bây giờ mình cho Vinh thêm cơ hội đi chung với tụi mình đi. Dù sao mà cái cơ bản nó cũng nắm hết rồi mà. Cơ bản là một chuyện, nhưng quan trọng hơn là chiến thuật. Bây giờ về đi. Mình đang ở trong nhà, mà cái nhà mình nằm trong bo nữa. Phải không? Tụi nó chỉ còn 2 thằng, mình tới 4 người lận. Mình cho một người ra làm mồi nhử, tụi nó sẽ bu lại người đó. Mình ở trong mình chỉ việc bắn thôi. Ừ. Hợp lý. Ai đấy? Ai làm mồi nhử? Bảy. Giết cán 20 mấy thằng đó, hiện tên lên là bây giờ em ra là nó thấy em nó ngán em đó, nó không dám ra mặt đâu. Thôi để bà Thủy ra đi. Tôi á? Ừ. Vợ tao mấy? Bây giờ anh chịu cho bà Thủy ra làm con mồi nhử hay là đứng ở trong này để Vinh bóp đít? Ra đi anh. Mang Vinh quen về cho đội nào. Thôi được rồi, để tôi hy sinh. Cứu lên nào. Ừ. Anh ơi, em có thấy ai đâu? Ê, nhớ kìa. Anh ơi, thư giãn không anh? Tôi thấy vợ chú là có nghề đó nha. Cẩn thận coi chừng cô ấy bén duyên với nghề đó. Sao? Bây giờ mình chơi như cũ. Ai mồi? Mày. Chứ mày có cây súng nào đâu mà ra bắn. Mày súng rồi mày. Phương sao?
chứ phi xe mà đi theo em nè. Tao biết là đồng đội mày đang ở đây. Cái mẹ mày. Tụi mày ở đâu? Ra đây. Ra đây. Biết sao mày chửi nó ngu rồi đó. Ủa này chui bộ. Đó. Tụi bay thấy chưa? Free Fire Việt Nam mà không có tụi mình là không ai gánh nổi đâu. Đúng rồi đó. Hình như tụi mình chưa thua trận nào đúng không? Đúng. Tụi mình là top 1 luôn á. Ủa? Là nãy giờ tụi chị thua tụi em á hả? Nhìn là biết rồi. Chơi với ợp. Ê, ông ấy tụi bay cho tụi mình vô quân đoàn chứ. Ừ. Cho vô con chi để thêm gánh nặng đụng hôn tụi bay. Đúng. Trời trời. Mấy đứa cao thủ thì phải gánh thêm chứ. Chứ chơi mình vậy sao vui. Thương hả? Chị có máu nè. Cái gì vậy? Giờ này có phải... Thấy Thái, anh sao không? Sao không Thái? Không sao. Vy bị thương hả? Chị có máu nè. Cái gì vậy? Giờ này có phải giờ bấm... Vy cẩn thận nha. Để đợi anh Vinh. Thôi tôi rồi. Tôi để cho nó chết đi. Sao vậy? Chứ nó là gánh nặng của mình mà. Chết đi mình chơi dễ hơn. Không được đâu. Được. Mày còn sống luôn hả? Cô đây nha anh. Vô. Mày có sao không? Em giết hết đám ngoài đó rồi. Nhưng mà chỉ còn một sọt máu mà. Cô nè. Cái gì vậy? Hả? Đưa nó gọi gọi tụi mình hết máu rồi sao? Nhưng mà nó đang bị thương nặng mà. Thì cứ để cho nó chết đi, còn ba người vẫn chơi được mà. Nhưng mà em mất máu mà anh Bướng. Mày mất máu thì bây giờ mày chết là đúng rồi. Cái này là để dự trữ gần hồi tụi tao bị thương sao. Tụi tao còn phải gánh tim, còn mày là gánh nặng, mày hiểu không? Hai cái đó nó khác nhau. Em với anh làm chung quán á anh Phương. Tao làm chủ, mày làm nhân viên. Đừng có so sánh như vậy, nó khập khiễng lắm, hiểu không? Chủ nói phải nghe lời. Bây giờ tao kêu mày chết rồi mày phải chết. Mà nãy giờ anh kêu gì em làm đó luôn chứ bộ. Thì đó, bây giờ tao kêu mày chết thì mày đi chết đi. Nhiều chuyện. Máu này để dự trữ. Chị Thủy với anh Thái là người dân á. Rồi sao? Mà còn muốn cứu em. Tao không muốn cứu người sao? Được rồi. Nếu em... Tao nói cho mày biết nha. Tao không phải tham gia quyền Tết mà tao lo cho cả đội. Tao muốn là top 1 chứ không có gì gánh nặng như mày mà thua. Còn mày muốn đi đâu mày chết đâu, kệ mày. Được. Anh không coi em là người trong nhóm rồi. Em cũng không cần thấy ở trong nhóm nữa. Vậy thì biến đi, tốc độ. Đây là bình máu cuối cùng mà em muốn. Mày dám làm chuyện đó luôn hả Vinh? Anh Phương. Cái gì? Bây giờ em với anh Phương đã ngang máu với nhau rồi. Rồi sao? Vinh. Mày làm cái gì Vinh? Vinh. Vinh, đừng làm mày nha. Vinh. Mày bình tĩnh với Vinh, tao là chủ mày đó Vinh. Nếu quan niệm của tất cả mọi người coi tôi là thứ bỏ đi thì tôi sẽ bỏ đi. Mọi người lui về sau. Vinh. Vinh. Khoan, chưa lên đạn. Ây da. Lỡ dòi hùng thì cả đám chết. Tội bạn mẹ lắm. Đông đông đông. Ôi! Vô! Thái nào vậy? Hồi nãy em chạy, em bắn tụi nó ngoài kia, xin lỗi em không để ý. Để cho đẻ nào, trội đạn vô trong này. Không, nó chó nó đẻ ra nó chứ không phải nó. Không, đừng ba má nó không thể dạy. Thôi, tội nó. Dạ, không.
Thôi đừng có chửi nữa, tội nó. Cái gì á? Kệ mẹ nó đi. Vinh à, nãy giờ mày bị bắn còn nhiều máu không? Em nhảy em né được, nhưng mà em bắn lại nó nhiều quá, em hết đạn rồi. Là bây giờ mày còn đầy máu luôn hả? Em còn đầy máu nhưng mà không còn đạn. Ôi mọi người mất máu nhiều quá. Ê, không còn máu dự trữ. Anh Phương, ở đây anh là người bắn giỏi nhất, anh lấy giáp của em đi. Tao không cần cái giáp của mày. Được, nếu vậy để em tiếp tục ra liều mạng với nó. Mà mặc giáp ba vô đi. Em đội nón mà. Em bắn hết đạn rồi. Bắn hết đạn sao không chết ai vậy? Em bắn hoài, em chĩa thẳng đầu nó, bắn luôn nó không chết. Đâu? Nó đâu? Cái đó là mannequin mà. Má mấy đứa có tiền, bỏ tiền ra mua mấy ạc mannequin bất tử. Làm gì có ạc mannequin bất tử. Đánh lẽ không được rồi, bây giờ phải chơi đồng đội thôi. Vô đây bàn kế. Ừ. Nhanh đi. Chào các bạn, mình là Thính. Mình được máy bay thả xuống để hỗ trợ các bạn. Bạn nào nhận mình không? Sống lại! Thư giãn không anh? Tụi nó là những kẻ địch còn lại đó. Bắn à! Xin lỗi nha, hết đạn rồi. Thì thôi. Hay lắm. Sao nào? Thì thôi, tụi anh thẳng rồi thì chúng ta thực hiện giao kèo. Tụi em xè cho tụi anh vô quận đoàn của tụi em. Nói có một câu mà dạy thật chứ. Thật ra tụi em đặt ra quy định như vậy cũng là chỉ muốn tuyển những người có năng lực thực sự để vào quân đoàn. Tại vì tụi em cũng sắp vô học rồi, không có nhiều thời gian tập trung cho quân đoàn nữa. Ừ, em nghĩ vậy là đúng á. Học là học, chơi là chơi. Giờ em lo tập trung vô học đi nha. Dạ. Anh Phương, em muốn đi học. Nói cho mọi nhà, thích thêm văn mang giá trị cao. Hài hước tình cảm các bạn thấy sao? Đạo diễn hay diễn viên đầy tài năng, xe với mọi người đã viên. Tại sao cậu đối xử con gái tôi như vậy? Cũng mệt mỏi. Dương vua đã kêu chơi khúc bạch làm gì? Vậy sao người ta để menu? Vậy thôi mình ăn đá me. Sao là đá me? Tôi còn chưa ăn cái gì hết, đang đói bụng lắm thế này. Uống đá me vào cồn cào chết luôn á. Thế bà muốn ăn cái gì? Thì ăn gì cũng được. Không biết là nhờ ai mà Thủy nhà ta mới được như bây giờ ha. Tại ông chứ tại ai nữa. Tại là sao? Tôi giúp bà mà bà kêu tại hả? Thì không nhờ ông thì bây giờ đâu có ai biết tới tôi đâu. Bà muốn ăn gì? Ăn gì cũng được. Bà dẹp cái bài thánh ca buồn nó qua một bên được không?
Tại sao? Bà định tới tối hai đứa mới ăn hả? Tôi nói là ăn gì cũng được, có nghĩa là bây giờ ông gọi cái gì thì tôi sẽ ăn cái đấy. Thiệt không? Chè khúc bạch. Ở đây là quán phở đấy, tự dưng vô đây kêu chè khúc bạch làm gì? Vậy sao người ta để menu? Vậy thôi mình ăn đá me. Sao là đá me? Tôi còn chưa ăn cái gì hết, đang đói bụng lắm đây này. Uống đá me và cồn cào chết luôn á. Thế bà muốn ăn cái gì? Thì ăn gì cũng được. Lẹ, muốn ăn gì? Thôi ăn phở đi. Hôm nay mình đổi vai đi. Đổi vai gì? Bà kêu món cho tôi. Lạ nha, bình thường đi ăn toàn ông kêu, tự dưng hôm nay bắt tôi kêu món là sao? Thì có gì đâu, đôi khi mình phải thay đổi một chút nó mới vui chứ. Nha, bà ăn gì bà kêu tôi đó. Ok. Chú ơi, chú ơi. Chú kêu bà kìa. Chú ơi, cho con hai tô phở. Qua đây. Thanh niên bây giờ chán thiệt, tự nhiên lại đưa cho tôi kêu tôi gửi cho bà. Làm vậy sao coi được đúng không? Cái này không phải của ông hả? Tự nhiên sao của tôi, tiền đó tôi mua quà cho bà. Ê, trân trọng tí xíu đi chứ. Trân trọng cái gì? Ông nói không phải của ông đúng không? Của một người lạ đúng không? Nếu như của người lạ thì tôi nhận làm gì? Lỡ đâu cái này hại tôi thì sao? Vâng, em xin tặng chị. Nhận cho em vui nhé. Đó, nói quà của mình đi thì có chết ai đâu. Cảm ơn nha. Mời mời. Mà tại sao tặng quà cho tôi vậy? Đang thiếu tiền rồi thì chớ. Với lại em còn chưa sửa xe nữa mà. Bà yên tâm đi, miễn sao tôi vẫn đủ tiền để có thể tặng cho bà một món quà thật là xinh xắn. Mời. Hey, trời 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 trời. Biết gì mình lấy tiền mình đi sửa xe được rồi. Ông vừa mày nói cái gì á? Trời 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 trời. Biết gì mình lấy tiền mình đi sửa xe được rồi. Ông vừa mày nói cái gì á? À không có gì, tôi chỉ hơi thất vọng về một người con gái. Ông thất vọng á? Tôi ghi trong tờ giấy này là làm người yêu tôi nha. Bà đánh cái không. Ông đọc hết tờ giấy đi chưa? Còn gì để đọc? Lật mặt sau coi. Từ chối. Bà đã không rồi, bà còn từ chối tình cảm của tôi nữa. Bà làm vậy có được hả? Trong khi đó tôi giúp bà nha, tôi là từ chối. Hiện sự mạnh dạn của bà, còn bây giờ bà nổi tiếng bà làm như vậy với tôi đúng không? Ai bảo ông đọc ngoan quãng làm gì? Ông đọc liền thử coi. Làm người yêu tôi nhé, không từ chối. Thiệt hả? Thiệt hả? Thì là thế đấy. Mốt được cái mình ghi liền chứ được không? Ghi liền thì còn gì là bất ngờ nữa. Hay là bây giờ tụi mình chụp hình kỷ niệm được không? Kỷ niệm ngày tôi được tặng quà hả? Không không phải, kỷ niệm mà ngày hai đứa mình nên. Có chụp không? Chụp nhanh lên đi, không phải tao không chụp nữa bây giờ. Có. Ông chụp cái app gì á? B612, có cái này dễ thương lắm. Ê. Chụp hình kỷ niệm nhân ngày kỷ niệm mà ông để cái hình sticker gì ghê kìa. Vậy nó mới lạ, không phải giống fan của bà. Ra nè, le lửa ra. Ê mà hình như tôi thấy tôi cũng giống fan của bà lắm luôn á. Hay bây giờ bà qua đây bà ôm tôi cái, hay vậy bà hôn cái đăng cho nó khác gì người ta được không? Chụp lẹ đi nhanh lên. Thủy Nguyên. Gặp con gái tôi. Đây, chuyện này, đây là khoản thù lao tôi trả công cho cô. Cô cầm đi. Dạ, cô cảm ơn chú. Nhưng cô nhớ, chuyện này
chỉ có hai người chúng ta biết. Đâu mà mấy ngày nay gọi không được. Chú cứ yên tâm, con sẽ không nói ai đâu. Tốt. Đến nơi thường thì tôi cũng là khách, còn bà là nhân viên đó, nên bà ơi, Hân ơi. Cho tôi hỏi là bà có biết Minh An đang ở đâu không? Ủa chung tìm bà chi vậy? Mai tôi thuyết trình rồi, nhưng mà mấy bữa nay tôi chạy gặp bà nên... Thì tối tôi về tôi nói cho. Bậy rồi. Bây giờ tối bà về bà nói rồi, tối Minh An không trả lời thì mai tôi biết làm sao. Ủa chứ giờ ông muốn làm sao? Chẳng lẽ muốn... tìm Minh An cho ông hả? Chứ giờ đâu còn cách nào khác nữa đâu. Ông bị khùng hả? Ông thích ông tự đi kiếm đi. Vậy cho tôi địa chỉ nhà Minh An đi. Chờ xíu. Ok. Làm nữa. Làm một mình đi. Cái rồi đó. Rồi đó. Không đi được chưa? Để đi. Rồi ai xin lỗi cho cái thai của tôi? Tôi lo. Anh em. Này vô rồi. Mày đợi đi. Đợi tao giàu lên đi. Rồi mày biết tay tao. Tao là tao biết mày lắm, nhưng mà đợi mày giàu á, không biết khi nào thôi à. Làm gì căng như vậy? Anh em giỡn xíu thôi. Sao buồn, kể tao nghe thôi. Ok ok, ngồi đây đợi tao xíu ha. Hết tiền, tụi nó bỏ đi hết rồi. Mày cứ ăn chơi thoải mái đi, chầu này tao đãi, ok? Thôi mày ơi, tao đã qua, tao không đụng tới mấy thứ này, mất tiền rồi tao mới kêu bia ra uống. Giờ mày lấy ra rồi tốn tiền mày lắm. Bây giờ tao làm quản lý của cái quán bar này rồi, mày khỏi cần lo về cái chuyện đó. Cứ chơi đi, tao nói tao đại là tao đại, đừng hỏi nhiều. Mày làm gì bác sĩ sinh lý gì? Tao làm quản lý. Mày làm quản lý? Ok, hiểu chưa? Rồi sao nay mày lên dữ vậy? Bà chủ bà tin tưởng tao, bà mới giao cái quán bar này cho tao làm quản lý. Mày phải mừng cho tao chứ, đúng không? Vô. Cuộc đời tao gắn liền với ly rượu không vậy ta? Uống đi. Mày sẽ kiếm được rất là nhiều tiền. Cái môi trường quán bar của tao rất là phức tạp, nhưng mà mày biết tận dụng cái sự phức tạp ở đây á. Sớm rồi ta. Xin lỗi bà vì tôi bỏ đi hơi đột ngột. Bỏ đi. Nhưng tôi nghĩ đây sẽ là cách tốt nhất. Vì thật sự tôi vẫn chưa thấy nào đối diện với việc bà có tình cảm đặc biệt với tôi. Ủa mình có tình cảm đặc biệt với bà nào ta? Việc rủ bà tham gia cái buổi tiệc hôm đó, để bà có cơ hội tiếp xúc với con trai. Dài không? Xin lỗi vì đã không báo trước với bà. Tôi về quê có việc gấp. Phải nữa sẽ lên. Bà ở lại nhớ gìn sức khỏe. À mà có một việc tôi muốn nói với bà. Đó là hình như tôi cũng có tình cảm với bà rồi. Tôi thấy hạnh phúc. Gì vậy? Chắc bà đỡ nhớ tụi mình. À cũng được. Từ, dừng lại, không được. Mình phải làm buồn. Tại vì mình vui quá, bà về bà nghĩ là bà về quê rồi, cái tự nhiên mình hớn hở. Tự nhiên hả, mình buồn thì còn hiểu, cái bà về bà không yên tâm. Bà không lo công việc của bà phải chạy lên lo tụi mình nữa. Đúng không? Giờ bây giờ muốn sao? Bây giờ tôi muốn làm vui. Vui đúng không? Chắc nha. Chắc. Vui. Ý. Không được. Tôi suy nghĩ lại rồi. Hay mình làm mặt khùng đi. Bà khùng quá. Tôi nãy giờ tôi thấy bà khùng nhất, bây giờ vui hay buồn chứ khùng là sao? Thì mình làm khùng làm điên lên. Chứ buồn lẫn lộn. Trời, bà làm khó tôi lắm luôn á. Không ấy bà quen mình đi. Thôi bà quen tôi đi, quen mình tôi cô đơn lắm. Mới ngồi dậy mặt sưng quá à. Thấy đây một mình luôn. Thôi mặt sưng quá nè. Chứ giờ muốn sao nữa? Để 67% luôn. Thôi thả 35%. Nâng cầm bà lên 35% luôn. Đó, còn muốn da trắng nè. Đó, da trắng nè.
chú mình dữ. Ê bà quay có cái clip sao bà chỉnh chi cho phức tạp vậy? Hả? Thì phải chỉnh cho đẹp chứ. Rồi đẹp chưa? Đẹp rồi. Quay đi chứ tôi cũng lắc á. Quay đi quay đi. Nè em ơi, tụi tôi khùng quá nè à, nhớ bà quá hả? Ủa em gái con bị bắt cóc rồi. Chỉ cách kiếm tiền cứu em con nha. Kêu chị còn ngại nói đi. Thật ra là ba em kể từ khi mà xuất viện ra, ông lại tiếp tục chơi cá độ đá banh. Mà bây giờ bên chủ nợ họ bắt em của em rồi. Họ nói nếu phải trả, dạ điều kiện gì cũng được hết đó chị. Em không được gặp cô gái hôm trước nữa. Đừng có tưởng là chị không biết. Cô gái đó là bạn gái của em đúng không? Dạ, cô gái đó là bạn học của em thôi chị. Chị thấy á, là dạo này em rất là lơ là trong công việc. Bây giờ, một là em chọn công việc và trả nợ cho gia đình. Mình em làm sao đây? Cảm ơn bà. Cảm ơn bà của chị. Cả mọi thứ trong ngày đó đó là sẽ chu toàn cho chị. Nên là chị muốn tới lúc đó mọi thứ cần phải hoàn. Mấy cái là quá. Càng tốt bạn hát. Anh vui hơn mọi ngày hả anh nghe? Là bởi vì anh cảm giác rằng cố che rồi thì có những cái không che được như nọng nè, thấy được liền nè. Nọng đâu? Nọng đâu? Where is nọng? Kìa. Đó. Thôi đi. Có hai đứa em thôi hả? Mà cứ làm nhục anh hoài. Anh là tươi nhất, anh là trẻ nhất chương trình luôn á. Yeah, anh nó mới đạt cái mặt anh đó. Tại vì trong chương trình này anh không phải là người trẻ nhất. Có đâu, trẻ không cho tâm hồn anh á. Chính xác. Em nói xong em ngượng miệng á. Đừng có ngượng, cái nọng lòi đây nè. Lẽ ra là anh muốn nói chuyện với hai em nhiều hơn nữa, nhưng mà càng đứng đây mình càng vạch mặt nhau đúng không? Tốt nhất bây giờ mời hai em về vị trí của mình. Đi nào, bình luận. Là hình tượng ngọc nữ mà. Trời ơi, ngọc. Anh làm gì vậy? Dạ. Làm gì vậy? Hoa hậu thân thiện. Trời ơi. Ủa anh sao vậy? Dạo này em là hình tượng ngọc nữ mà. Trời ơi, ngọc nữ gì mà đen thui nguyên con vậy chị? Kêu là ác nữ đó em. Ủa anh ơi, ngọc nữ được mặc đồ này mà sao vậy anh Thành? Em ơi, cái bộ đồ này của em anh cảm giác như là đi ngang qua ghẹo ai nắm áo rồi kéo xuống vậy đó. Áo hởn. Tội nghiệp con bé quá à. Chủ nợ xé đồ em hả? Thật sự là em có vấn đề khó khăn đó, nên bây giờ em đến chương trình, em hy vọng là một trong hai anh có giúp em có tiền em về em trang trải. Cái vấn đề là có anh nào muốn chọn em về đội nhà mình không đây nè? Ờ em sợ. Ủa có trường hợp không chọn luôn hả? Không có em. Nhiều khi có cái huân á, cái huân mắc nợ đấy. Chi về cái độ đó là cái độ đó mắc nợ luôn đó. À là kỳ luôn. Cái đó thì không sao đâu, cái đó mình giữ được. Nhưng mà quan trọng là hôm nay á, thấy cả Như á, đi làm chung mình diễn chung thấy Như là man lắm, đàn ông lắm, nhưng mà hôm nay là rất là nữ tính. Vậy là bữa nay em giả gái thành công rồi. Thiệt, hôm nay là mặc váy rồi trang điểm làm tóc rất là nữ tính, nhưng mà cái này nó không hợp với em. Thiệt. Thấy cũng được mà, tội nghiệp nhỏ. Đúng rồi, cũng đẹp đúng không anh Thành? Không đẹp đâu, nhưng mà ý là anh Thành. Ok. Anh giới thiệu lẹ đi cho em chủ ngồi coi. Bữa nay tại sao thằng Lập nó nhỏ xíu vậy mà lấy cái áo anh Nghĩa bận vậy? Không, cái này áo kể vai á anh, thực ra nó phải là như vậy. Ủa, nè em cũng muốn hờ hững giống Khai Như nữa hả? Em có cái gì đó khoe à? Em có hộp nè anh.
Tốt đẹp ơi, làm như hộp xoàn vậy đó. Nè, hộp xoàn lấp la lấp lánh, hãy khoe nghe em đinh tán để bèo em ơi. Bây giờ nè, hai bạn ở dưới có muốn mời ai về nhà mình không? Em thì em cũng không biết nữa, tại ai cũng là em trong nghề và ai cũng dễ thương, ai cũng lanh lợi hết trơn. Em cứ thành là có ý là tại vì đất là anh em làm việc chung nhau nhiều, mình đổi hai khách mời khác được không? Đúng không? Để mình dễ chọn chứ. Ai lo biết không? Tại vì tại bình thường là có Trấn Thành, là có Trường Giang. Bây giờ thêm Quỳnh Lập, Khả Như, một lát không biết ca sĩ là ai nữa, chương trình là đi tìm khoảng lặng. Không, anh nghĩ là bây giờ Khả Như đang chọn hình tượng ngọc nữ. Dạ. Chắc lát Như nó chỉ ngồi và cười thôi chứ không nói một câu nào đâu. Đúng không rồi. Như em chỉ em đang nói đó, em đang nói đó nha, cười thôi. Thôi em nói cho. Mình Lập nói thôi đủ mệt rồi, nói coi cưng. Hay là bây giờ em với chị thành lập một cái nhóm thứ ba đi. Đúng rồi, mình ở đâu đây nè. Hai đứa ra ngoài cửa chơi, hai đứa ra ngoài cửa chơi nha. Ừ. Nhà người ta ở đây ba mùa rồi, bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng rồi, tự nhiên hai đứa đâu sấn sổ vô rồi mở nhà đây vậy? Ủa, tự nhiên chứ giờ sao giờ về hai đội cũng không được. Không Lập ơi, đúng bây giờ em làm một đội riêng cũng không được. Em phải tự tin. Người ta từ chối Khả Như thôi chứ chưa chắc gì từ chối em, hiểu không? Bây giờ một trong hai đứa phải về đội của em. Chút này cho nhớ cho miếng nhạc rùng rợn nha. Này giống như bắt dông về vậy trời. Lập hiện tại đang theo phong cách thể thao và bóng đá, cột tóc rồi kiểu vậy đó. Ủa, cột tóc mình là bóng đá hả anh? Ủa không biết hả? Chứ dạ. Em đem phong cách là em nghĩ là phong cách gì? Dạ pháp sư. Thật ra đó thì em nghĩ về nếu mình luận về phong cách thời trang, hôm nay thì Trường Giang với Huỳnh Lập có vẻ trẻ trung, hiện đại. Còn em với Khả Như thì có vẻ là hơi quý tộc, cao sang, quyền quý một tí. Người ta mới nói em quý tộc đó Như. Em phải cao sang một tí. Mới nói sang xong cái nó đẩy xuống sàn luôn. Em tém lại rồi. Nói chung là không có cần phải dùng gì cầu kỳ đâu. Em nghĩ rằng là lùng về với lùng là hợp lý nhất. Vậy là em chọn về đội Trường Giang nè. Ý em nói Trường Giang lùng đó hả? Thời thế gian lùng là gì? Lùng là không cao đó nha. Đúng vậy. Mời Quỳnh Lập về với Trường Giang. Còn em về với anh Thành hả? Mời em. Ủa, em hát cũng được, em nhảy cũng được mà. Và người ta mời em tới đây để nói chứ không phải mời em tới đây để hát. Không phải chị, cái vấn đề là cái khả năng mình làm gì thì người ta biết rồi. Vấn đề đây là biết điều thôi. À rồi, ok, chị biết điều rồi. Khách mời. Nếu nói chia tay anh em sẽ thấy vui. Nếu đến đây thôi ta sẽ quay trở về nơi ta bắt đầu. Như hai người xa lạ nhưng em biết không, rằng anh sẽ phải giữ em cho riêng mình. Vì em chưa biết phải sống theo em như thế nào, hoặc để em tình trong phim yêu nhau qua những khó khăn đó. Chúng cũ và xem người thứ tha, vì thực sự thì chả ai hiểu cho người thứ ba. Em bên cạnh người khác và thứ bảy. Every day do vấn đề nên em cứ nhảy. Chờ em chứ ai lại do anh ích kỷ nên chỉ muốn em cho riêng mình. Là do anh tin vào sự cố gắng không tin. Vì duyên tin là do anh nhận giữ rồi anh sai. Nên mọi chuyện thường xấu đi. Là do em bước đi anh đứng lại. Nỗi đau trong lòng em giấu đi. Dù cho được bên người ta về nơi thầm hoa là điều em muốn. Thì được yêu em được bên em đó là điều duy nhất mà anh muốn. This feeling for me. Xa mình bài đau buồn thế đêm buồn vỡ ngay trong giấc mơ từng hai tháng cũng dài ba em ngẩn ngơ đã từng nghĩ mình yêu tha thiết hơn chẳng bao giờ nhận mang về đau đớn cứ như thế chỉ riêng em mãi mê giờ lặng lẽ trôn vùi trong
chào mọi người. Hello mọi người. Chào chồng đi em. Do vua. Khi anh gọi do vua. Thôi đi. Ủa anh sao vậy anh Giang? Tôi cũng thích những người hạnh phúc. Giang à, Khả Nhiều nó đã trống vắng từ rất lâu. Anh Giang, em cũng ở không? Anh có muốn em không? Thà anh để cho kiến bù. Ok. Anh bớt giới thiệu em nha. Ok, xin lỗi. Đây là lần thứ hai Harry quay lại với dòng ái dòng ai đúng không? Dạ đúng rồi. Lần trước thì em đội Trường Giang. Dạ. À, lần này em có nghĩ rằng em muốn thay đổi phong thủy không? Em sẽ nhường cho Tú trước. Đây là lần thứ hai Tú cũng trở lại với chương trình dòng ái dòng ai. Dạ đúng rồi. Lần trước em ngồi với ai? Em ngồi với anh Xìn. Lần đó thắng hay thua em? Em thắng giòn giã. Thắng giòn giã. Tú cho càng ngày em càng duyên nghe Tú. Em biết Diệu Nhi không? Dạ em biết. À, anh Tú chơi thân với Tiến Luật đó, đó anh ra là một khi em cũng rối đầu rối tóc này kia, bù đầu bù cổ phải không? Dạ, em thật ra em cũng không biết nghe cái tên hai người đó là ai ạ. À? Người đó là ai ạ? Là ai ạ? Cũng ngồi với đội của Thành đó. Diệu Di là do em nó cãi anh, em hiểu không? Anh nó biết nó là bồ của ai mà nó hư thiệt hư, nó không nghe lời ai. Biết nhỏ thì cũng cần phải coi là cái phong thủy của cái mùa này nó như thế nào nha. Vì khi mùa trước bên đây là ta may mắn đúng không? Em suy nghĩ lại đi, em muốn về đội anh Thành hay anh Giang nào? Dạ, em về với đội anh Giang. Bé dễ dụ mới nói con cái đổi kèo liền. Vậy thì Harry về dòng xã của em nha. Chào vua. Trời ơi ghê quá. Có vẻ như là có một người rất là đau lòng. Đúng. Tự nhiên cái tôi ngồi như quá phụ vậy đó. Trời ơi, cái gì nữa, cái trang phục này nó nói lên cái tính chất của chị rồi. Bây giờ em là một sự thừa thải, đừng nói như vậy. Dạ mình coi nhau như một nhà gia đình đi. Dạ, không sao. Dạ. Đâu tụi anh là coi như là coi em như là phụ huynh trong gia đình vậy đó. Em là bà thím bà dì trong gia đình nha. Không sao đâu. Ủa lập ủa làm gì tự nhiên em với Giang đứng lên? Không phải thì... không, tại vì cái này em thể hiện cái sự hả hê của em anh. Như ơi, anh tiếc thương số phận phụ nữ của em. Kệ em đi anh Giang, đang rất vui vẻ và hạnh phúc. Mình phải coi Khá Như như người nhà. Buông tay nhau ra. Trời ơi, bây giờ chị y giống như là sống chung với mẹ chồng á. Bây giờ tôi sẽ đóng vai mẹ chồng ở đây. Vậy thôi em sẽ đặt tên một cái bộ phim khác là Sống Chung Với Mẹ Khùng. Anh nghĩ anh nói thiệt, cái mẹ chồng người ta cũng không làm cái thái độ đó luôn á. Vợ chồng tao có cưới hỏi đàng hoàng, tao nắm tay là chuyện bình thường, mắc gì em la. Ủa nhưng mà đang chơi, bây giờ ba người này nắm tay vậy em cô đơn em buồn tủy. Bà nắm chân tôi đi. Tôi mệt ghê. Thôi, vậy đó. Để cho Khả Như cảm thấy là bớt cô đơn. Hớn hở chào đón mà anh sao vậy? Em đâu phải tới mức độ đó Như. Không, em phải có mức độ đó. Tém tém lại Như. À, thấy mấy chàng trai đẹp quá, cái mặt em hừng hực đó Như. Thì em phải hớn hở chào đón mà anh sao vậy? Em đâu phải tới mức độ đó Như. Không, em phải có mức độ đó đó. Giữ em... giá. À giữ dạ. Em giữ giá. Các bạn hãy nhìn xem anh chàng số 1. Anh chàng số 1 với một cái áo chim cò. Anh ta là ai? Anh ta là một kiện tướng cờ vua. Wow. Xem nha. Nội này, ông vô quánh cờ tưởng đi ăn cướp ta không? Mà cũng không phải là kiện tướng luôn. Kiện tướng ha, ta ngồi khoan thai, nhẹ nhàng, đánh cờ nhẹ nhàng. Không phải, thực ra là đồ giác hơi trong đó. Đó. Có vẻ cái đó hợp lý hơn. Đúng không em? Nguy hiểm lắm, rất tội vậy, nguy hiểm. Cho anh biết cảm giác của em. Hai chồng cái chuyện mình, không ai hỏi thăm gì tới em. Như. Dạ, sao anh Thành? Ngồi đó chơi đi em. Em thấy sao vậy? Em thấy có gì đó hình ảnh ấy. Nên thôi nghỉ luôn đi anh ơi, nghỉ luôn. Nói chuyện đi anh xin lỗi, anh trao nhầm niềm tin. Dạ sao kia nãy em thấy tóc giả.
Ừ, cái đó cả thế giới ai cũng thấy hết trơn, như còn cái gì khác nữa không? Rồi gia đình em suy sụp luôn. Hai người phụ nữ kế bên em công nhận kinh tế. Lấy lại danh dự cho mình coi. Gia đình bên kia có gì ý kiến gì không? Nè, thắng chắc rồi anh ơi. Sao vậy? Bên kia cứ sụi bại đuổi sao không á? Sụi bại đuổi á. Bây giờ là cái niềm tin là mãnh liệt đó Tú. Dạ. Mình thể hiện cái sự hiểu biết. Thật ra thì em nói bạn này không phải là một kiệt tướng. Em biết bạn này. Tú, em nguy hiểm hơn bạn rồi đó. Bạn này nhà Nguyễn Trái, có hai anh em. Ủa, em ở chung nhà với anh ta sao biết rành vậy? Và bạn này hát hay ạ. Tại sao em biết? Tại sao? Em gần nhà bạn. Ủa, một lý do đơn giản. Ủa vậy mai mốt em đi chương trình này các em rủ bà bạn em vô thi đây, các em biết à, biết nhỏ này. Cái vấn đề là chương trình không có nhận bà bạn của em nha Dương nha. Bạn tên là Quân. Trời ơi, thấy ghê chưa, nó còn khẳng định nữa, nó dẫn diễn sâu kìa. Không không, em thấy cái phong thái đỉnh đạt quá à. Thầy ơi, bấm giùm con coi cái dòng này con thắng không thầy? Mình thua đó. À vậy hả? Ôi trời. Mình thua đó. À vậy hả? Ôi trời. Harry, em không biết sao nhưng mà em thấy bạn này có vẻ hát được. Vì sao? Tại vì cái câu cuối ôi hay là môi gì đó đó, nghe nó môi gì đó này. Không phải, tại vì thật ra giọng bạn này là nam nhưng mà hát ở Upstart trên, có nghĩa là nam cao. Dạ, với lại em thấy cái tướng đứng á, cái kiểu mà nghệ sĩ á. Đúng rồi, nó quỳnh quỳnh kiểu. Trời ơi, sao hai cái này nó có những từ vậy, nó sang á chị. Bên đây thì quỳnh quỳnh, bên đây sủi bảy đuổi. Tim sang chảnh. À rồi, nín luôn, em nín luôn. Rồi, mình gác anh chàng số 1 về lại. Đến với người bạn số 2. Biết ông này ở đâu luôn? Hồn rùa bán con mực. Anh ta có bán mực nhưng mà phải bán hộ con rùa. Nhưng cái con mực mà ông bán không phải mực bình thường. Mực khổng lồ. Mời wow. Xem nha. Lên. Trời ơi, nó bự bằng cái mặt quá. Ủa có con này hả? Con thật sự. Wow. Ủa mình có được ăn không? Đâu chương trình. Ngon quá. Cái xe này á là đầu hẻm đường Lê Văn Sĩ, mà cái hẻm đó là thông qua bên Đặng Văn Ngữ. Biết luôn hả? Gần nhà em luôn hả Giang? Ăn mực chưa? Chưa ăn, nhưng mà đi ngang đó thì hay thấy một cái cậu bán, không phải cậu này. Bữa đó đang đi, cái anh cha này mua mực. Xong cái nói ê cho mượn cái xe anh quay. Mà em làm như nguyên cái đoạn đường đó có một cái xe bán mực không bằng. Khúc đó có một chiếc à. Nhưng mà quan trọng nghe nè anh, cái này em không biết thiệt. Có con mực bự vậy luôn hả? Anh bữa nay mới biết luôn á. Con mực 70kg cũng có nữa chứ. Trời ơi, nó bự bằng cái nhà anh luôn nữa. Gì vậy? Cái gì vậy là? Trời ơi, cái đó con diều rồi. Có nhiều con mực nó bự lắm. Ở ngoài không, nó con bạch tuộc. Làm lập về làm. Con đó là con diều. Ở con mực mà 5-7kg là bình thường. Mình bỏ qua cái vụ con mực được không? Đúng rồi, giờ mình bày vô giọng hát đi. Tự nhiên con mực nó hấp dẫn mọi người quá, mọi người quên đi anh chàng thì là hát hay hay không hay, đó là điều mình đang muốn nói đến. Em bữa nào mình đi ăn mực cái chỗ đó ngon. Mình phải ăn, hồi nay em nhìn là em đã ngắm rồi. Và bây giờ em không còn biết là bạn kia có hát giỏi hay là hát dở. Phải chọn bạn kia để hỏi cái DJ bắt ở đâu. Đi ăn mực. Đi ăn mực. Hai vợ chồng ảnh thật luôn ha. Hai chồng sành ăn thành ra thấy mực là mừng rồi. Nè nghe, em bị chọn là do em bán mực đó nha em. Như em nói đi em, tại vì không có ai mời em nói hết trong dạ, nhà đúng của rồi, em đó. Tự nè, em tự anh mời nói nè. Em nghĩ là cái bạn này bán mực ok nhưng mà hát thì chắc không phải đâu. Tại vì em thấy cái mặt bạn lúc mà hát á chân thành lắm. Mà ca sĩ mà thường mà khi mà hát mình quay một cái đoạn á, mặt người ta rất là tươi tươi thoải mái, bạn này thấy căng thẳng lắm. Ủa là sao cái sự chân thành với mới nói chân thành với nó căng thẳng là gì? Ủa là sao ban đầu chị nói kiểu là em cứ nghĩ rằng là hát chân thành đấy. Là hát dở mà hát hay là hát giả tạo hả chị? Không phải. Cái bạn ví dụ như á, bây giờ kêu hát một đoạn mà phải tập trung hát một cái đoạn đó thì bạn hơi căng thẳng, mà nãy như thấy được cái nét hơi căng thẳng. Em ơi, người ta không phải là ca sĩ. Người ta dạ. Lần đầu tiên được quay hình, người ta run, người ta khớp. Căng thẳng là chuyện bình thường. Vậy giống như bây giờ kêu chị nấu mực coi cho căng thẳng không? Thôi coi như tôi chưa nói gì đi, mệt mỏi. Gia đình em xấu hổ lắm, em nói thiệt. Nhiều khi tụi em biết nói thì sao, ai chồng em nhã nhặn. Không, cậu này hát không hay đâu. Không, mà nhìn cái là biết không hay rồi. Ừ, sao vậy? Tại vì đẹp trai, không có đẹp trai nào mà hát giỏi hết trơn á. Ủa, rồi đây sao? Ý em á là những người mà đẹp trai mà hát giỏi là trở thành ca sĩ hết rồi.
còn đây là người bình thường. Tại người ta chưa có cơ hội thôi em. Thì chưa có cơ hội thì đến nhà này thì chưa được ca sĩ là em nói đúng đó. Thanh ơi, dịch giùm anh coi làm sao em. Thật ra không phải vợ chồng là cứ hiểu nhau hết đâu. Ủa dạ. Cũng không hiểu luôn hả? Harry ơi, anh nói thật, có phong thủy cho em hợp bên đây hơn nha. Thấy chưa, nói chi cho người ta dập mình, thấy chưa? Do thằng chồng. Do tới chồng rồi. Thời của em tới rồi anh Nghĩa. Lên luôn nha. Lên luôn, nhân dịp lên luôn Như. Lên luôn. Nói coi. Hai đứa đừng có nói chuyện với nhau nữa nha. Ủa không lên được hả? Tiếp theo nào các bạn. Em nói vậy là anh Nghĩa bán lâu rồi đó. Quỳnh Lập, em thấy sao? Cái phong thủy của bạn này không có hợp với thịt heo. Tại vì em để ý ai mà bán thịt heo là cái người người ta xồ xề lắm, nọng dữ lắm. Em nói vậy là anh Nghĩa bán lâu rồi đó. Đó là MC của chương trình đó. Anh Thành ơi, chắc anh không có nọng. Anh không có. Em có một bài gì cũng bán thịt heo mà bá mập lắm. Đó là do gì em nọng thôi mà, đừng nói gì tội nghiệp ta. Thôi đừng bàn tới thịt heo nữa, hay vậy vợ. Hình như là em thấy nãy giờ em để ý nha, ba cái video vừa rồi hình như nó cũng có màu đỏ trong đó. Cái anh đầu tiên có một cái chậu màu đỏ phía sau, cái anh thứ hai có một con mực màu đỏ phía sau. Nó nghe nè, là dạo này hết đi diễn viên rồi đi làm thầy phong thủy rồi hả? Thì đó, cho nên là em đang hoang mang liệu cái màu đỏ này có hợp với mình hay không. Trời đất ơi, cái gì vậy? Em mặn kim á, tại vì mặn kim này màu vàng. Trời đó, đi sâu luôn. Nó biết khắc cái mặn quả. Hay vậy cưng, hay vậy. Không biết nữa. Sao mà hồi coi tướng coi phong thủy xong kết luận là không biết. Chương trình nên bớt mời những thầy phong thủy gì vậy nghe. Anh Tú, em chả biết nữa. Nghe mỗi câu ê ê nhảy khó đoán lắm anh ơi. Một đứa thì đã phân tích màu cháu nó không biết, một đứa thì ê ê nó không biết. Cô đẹp trẻ là hát hay. Không. Không, này không. Kim gái với kim trai là khác nhau nữa nha. Hai cái kim nó không giống nhau. Anh kim chích nè. Tập cho chương trình giùm gái. Ê, nó cho con măng kim nè. Trời tôi bảo. Không, theo cái linh cảm của em là không có hay. Cái phong thủy nó mách bảo em như vậy. Trời ơi. Thôi bây giờ phong thủy nhà Trấn Thành nè. Harry, mời em. Em cũng măng kim nè. Trời tôi bạ nữa hả? Không nha, kim gái với kim trai là khác nhau nữa nha. Hai cái kim nó không giống nhau. Anh kim chích nè. Tập cho chương trình giùm gái. Nói chung là em thông qua cái này thì em biết được là cô này không phải là người bán thịt heo. Người ta hỏi hát hay hay không, bà lo cái vụ thịt heo, thịt bò. Ăn nhìn cái con mực là cái giờ đói là cái thịt heo với thịt bò. Trời ơi, cho em ăn nè. Cứ bác kim gậy như vậy hoài nên em không nhìn món ăn em thèm vậy nó. Trời ơi, chú tự tưởng tham gia chương trình của trường mầm non không? Trời ơi. Thì cái bây giờ mới thấy thương Khả Như á. Hồi đầu tiên thấy vùi dập Như mình vui lắm, giờ mới thấy thương Như á. Ngồi trong cái gia đình này chịu đựng dễ sợ luôn á. Anh phải thương em chứ. Anh phải thương em. Em là quen với điều đó, em chịu đựng lâu rồi Thành ơi. Thương Như là người lạ vô nhà này nè. Như nói đi em. Sâu sắc cho đội mình gỡ gạt danh dự lại. Nói sao cho ta nể mình cái nè. Em nghĩ cái bạn này đứng nãy giờ chắc mỏi lắm. Không, em mới cảm thán thôi, em nói khác, em nói cái khác. Ồ, vậy là cái vô duyên này nó lây đó nha. Lẹ thiệt, ba đường muốn lây qua đường nào lẹ dữ nè. Em nghĩ cái bạn này hát hay. Tại sao? Em không biết nhưng mà em không cảm thấy là bạn bán thịt heo thật. Với lại cái cách mà bạn hát, bạn cố tình nó đùa á, nhưng em cảm thấy bạn rất thoải mái với. Chứ mình đang muốn giấu mình đi một chút đúng không? Cảm ơn em. Cô này hát hay đó. Tại sao Thành? Nghe giọng biết là hát hay rồi. Nghe nhiều đó sao biết được? Không, nghe một nốt mà nó nghe thanh lắm. Cô này á là cái gương mặt cổ. Em để ý cái môi á, vành môi á. Trời, em soi tới cái vành của người ta luôn rồi đó hả? Phong thủy sao? Phong thủy cái vành sao? Cái phong thủy là cái vành môi là nó chuyển động không có được chuyên nghiệp lắm. Trời nó ơi, nó hơi bị sượng sượng á. Môi phải chuyển động chuyên nghiệp. Giả bộ đó. Mà số 4. Nói về chân mày học thì cái chân mày bạn cũng kéo bén cỡ chân mày của Khả Như đó. Cái thứ hai là cái môi của cổ cũng đầy đặn lắm. Xét về môi học thì khi đẩy chữ ra mà môi nó dày, bấu chữ đẹp lắm. Cái thứ ba, có cắt mắt. Cô này có thể là làm neo thiệt. Tại vì cổ nằm trong cái khu vực thẩm mỹ đó. Ừ, thì chắc hát dở đó. Em khác, em thấy cô này hát rất là tâm trạng buồn bã. Không phải nhiều khi bữa đó ế đó em. Với bữa dán cái móng lộn khắc rầy quá đó. Thôi em không có nghĩ vậy, nói chung là em thấy nghe giọng cũng có cái gì đó, nó nghe nó êm. Còn Tú thì sao? Em thì em nghĩ chị này hát hay. Sao vậy cưng? Thực ra thì chị này tên là Huệ.
Trời, biết luôn hả? À nữa hả? Thằng Tú nó quen hết nguyên cái vàng này nó thiệt. Rồi cái tiệm chị ở đâu anh? Chị này không làm nail, chị là một giảng viên thanh nhạc. Trời ơi, hay quá. Quang, bây giờ em hỏi là cái ông số 1 tên gì nó quên luôn rồi đó. Anh Quân, nhà ở bên trái. Gia đình có hai anh em, là em út trong gia đình. Cái mối quan hệ của em rộng thiệt cái Tú. Rồi cái chị Huệ này dạ là thanh nhạc ở đâu? Dạy thanh nhạc ở đâu? Ở ngoài Bắc, chị này ở ngoài Bắc, sân khấu điện ảnh ngoài Bắc. Vậy thanh nhạc cho nên chắc chắn sẽ hay đúng không? Dạ. Em suy nghĩ khác nha. Vâng. Chị hai em cũng làm nail. Trời ơi, gia đình em là bán thịt heo rồi giờ làm nail rồi nè. Không, không, theo về cái phong thủy là nó có cái huông á. Ừ, thì sao? Cha em làm nail mà bà hát dở dữ lắm. Còn ai, lát nó có nghề gì nữa không? Không có, lát này em khoe tiếp mà không sao đâu. Rồi, cảm ơn em. Đi tiếp nào. Bạn ở vị trí số 5 làm cái công việc là decor bóp da. Này chắc là làm decor ví da thiệt. Tại vì tay chân anh làm. Em có phát giác ra điều gì không? Bạn tên là Nghĩa. Nhà đường Trần Đạo. Thì không anh? Gia đình có 7 anh em. Và hãy tỉa chân mày cho Bến Thành. Cậu này là hát. Cái dòng mà hát mà dạng này là dạng kiểu như là rất là nghiêm túc. Và cái gì cũng là thanh niên nghiêm túc. Anh hiểu không? Mà hát cái là bể anh hiểu không? Ừ. Anh có hiểu không? Ừ. Tại sao không hiểu, không hiểu ý em? Anh hiểu rồi. Mệt mỏi quá cho em chuyển ra bên này 4 người được không? Trời ơi em khổ quá nè. Giang em thấy sao? Em nghĩ là hát hay. Và cậu này sẽ là hát rất là chỉnh chu. Bạn này hát không hay. Và nghề của bạn làm dancer. Trời ơi nó biết luôn nữa. Trời ơi tại sao lại mời anh Tú đến đây? Trong khi anh Tú biết hết tất cả mọi người. Bạn không phải là làm cái ví da. À. Tại vì cái tay nghề của bạn nó không chuyên nghiệp. Bữa nay tôi có thầy tương lai. Mới có thầy phong thủy. Theo cái góc nhìn đạo diễn Hồng thì em nghĩ anh này làm cái bóp thiệt nè. Dạ cái bóp vô mặt á hả? Má hát hay không? Em không biết nữa. Trời ơi Lập ơi, tôi cần là cần em nói cái chuyện là em nhận định người ta hát hay hay không. Chương trình nên bóp mời mấy thầy phong thủy này lần đi nha. Đi anh chàng số 6, mời mọi người cùng xem. Trời ơi. Trời ơi. Sao thở hồ gì mà thôi giặt bánh bà dễ quá, chắc dừng. Một bầu trời Giang dừng. Có ai mà làm thờ hồ mà đeo cái sợi dây chuyền hả? Dày hơn cái sợi dây thừng kéo gạch nữa. Không có ai mà làm thờ hồ mà cái chân mày còn hơn dao lam nữa. Hai mà như hai người nói. em có ông anh làm thợ hồ. Có luôn hả Lập? Dạ có. Con dì Tư bán thịt heo. À trời ơi. Chắc là anh của bà chị làm nail luôn phải không? Dạ đúng rồi đúng rồi. Anh bà con trong dòng họ. Quan trọng là chương trình mời em tới đây đi hỏi coi bà nãy giờ bạn này ca được không á. Không cái này em sẽ suy luận như vậy. Không có thợ hồ nào mà làm mà có di chuyển vậy. Bên đây nói rồi. À vậy hả? Dạ. Không có thợ hồ nào mà chân mài sắc lẻm bên vậy. Bên đây nói luôn rồi. Ủa nói luôn rồi hả? Có nhuộm tóc em chưa nói. Lập về đi Lập. Về ngủ đi em. Thiệt á. Ủa em đang kêu cái suy nghĩ vậy. Em chính nói cũng cả như nó không biết gì. Em mới là cái thứ cái di dĩ gì di vậy em cũng biết. Chỉ có một thứ em không biết là biết điều. Bỏ nghe mày. À. Chị Như, em làm phim em có mời chị rõ ràng mà sao mà giờ chị phản em. Mời mà hả người ta. Phản báo đi lần sau phim anh mời em. Đó, không thèm, không có ai mời chị Chi mà 3 ngày trời quanh có một phân đoạn, quay một phân đoạn, một ánh nhìn. Mà mày mời mày có trả tiền không mà sao nó căng thẳng vậy? Có trả chứ anh. Trả mà trả không có đủ xã hội của người ta. Đúng rồi. Nhỏ quanh phân xịn mà. Nó cho em make up từ 6 giờ sáng tới 4 giờ sáng ngày hôm sau chưa quay. Ủa chị mắc cười quá, bộ bình thường chị không make up hay sao mà đó chị đòi. Đâu bình thường là mặt có mộc. Bình thường chị đeo mặt mộc gì ra ngoài không mà chị nói em. Trời ơi nó dữ quá. Bữa đó em tạo điều kiện cho chị make up cho đẹp mà chị còn đòi gì nữa. Nè các em nó đang nhìn mình. Ok tỉnh táo đi, tỉnh táo sang lại động, sang rộng lại, sang rộng lại. À Tú lấy lại thể diện. Bạn này hát hay. Em nghĩ là anh này theo cái kiểu là underground á. Không phải, underground là anh biết rồi, bạn này không có trong underground. Không phải, ý là kêu kiểu rằng là hát nghêu ngao hay hát á. Mấy bạn trẻ với trẻ giờ hay hát Lập ơi, underground với hát nghêu ngao nó khác nhau lắm em. Nó chỉ có cùng giọng với dần ao thôi.
anh cũng nghĩ vậy. Cái underground là theo cái kiểu heo, em nghĩ là lúc nào nó cũng liên quan tới kiểu mà đường phố đó. Rồi, bỏ qua ông này nha. Số 7, một cô gái đeo mặt nạ. Bạn này làm công việc người mẫu cho họa sĩ vẽ. Dở ra là một người mình không quen biết không? Có khi nào là Diệu Nhi không? Không, không thể. Nhìn cái bạn này nè, giống ca sĩ Min á. Mọi người thấy giống vậy không? Giống Min. Đúng rồi. Giống Min. Đúng không? Bạn này chắc tên là Bạc Hà đó. Sao Tú? Em quen không? Em quen đó. Quen luôn kìa. Không, hồi nãy em biết mà. Biết luôn. Rồi anh Giang Tú ơi. Tú ơi, quan hệ em lớn quá Tú. Ai vậy? Em không nói được, nói lộ mất. Ai vậy? Nhưng mà bạn em ca sĩ hát hay. Tú, nãy giờ mấy người kia là em nói là lộ hết rồi đó. Thôi, anh giấu đi, anh giấu cho đội. Anh Giang ơi, thôi. Thời của anh tới rồi. Tú nó quan hệ trên diện rộng. Không biết hết, 7 người luôn á. Nãy giờ nó giấu rồi đó. Em, bạn này hát rất là hay. Và một giọng ca rất là tuyệt vời. Nhưng mà em biết chắc không phải là người mẫu vẽ hay là gì hết trơn á. Bạn này là ca sĩ. Thôi mình về em ơi, Tú không biết hết chơi gì nữa. Em thấy chương trình kỳ quá à. Chương trình mời toàn là những người quen của Tú không à. Làm sao chương trình biết được Tú quen ai em? Không, chương trình biết Tú quen ai nên mới mời đó. Không có, chương trình làm vậy chi, đúng không? Quan trọng là Tú đó quen ông giám đốc chương trình. Đúng rồi. Ôi da. Thôi xong luôn. Thôi kệ, em không quan tâm rằng là ảnh quen ai. Em chỉ quan tâm là em đang chung đội với ảnh là được rồi. Rồi, bây giờ các bạn ơi. Lẹ dữ vậy đó hả? Mình còn hai đứa à. Cái lộn à. Rút kinh nghiệm. Như. Dạ. Lẹ dữ vậy đó hả? Như. Dạ. Ngồi đó xíu, đợi anh xíu. Giờ thấy sao em? Em thấy cái người mà xàm nhất á là số 5. Dạ em đâu, số 5 hay đó. Số 5 hết hay á. Thiếm, dạ. Số 5 sao cưng? Theo thiếm thấy thì giống vợ cưng. Vậy là chọn số mấy? Thì đó. Đồng ý luôn đúng không? Dạ. Giọng hát mà. Dạng này á là dạng chiều như là rất. Cái nét này là cái nét của Đào Bá Lộc đúng không? Chân mạch rất là đẹp. Qua lâu, dòng trời rồi rồi chợt lòng nhớ mãi thương dấu yêu đi lần đầu rồi thì mỗi muôn nhớp rồi. Rồi nó chưa trở mặt chưa Harry. Vỗ tay gì? Ngó đâu vậy? À không, em không phải là người chọn đó phải không? Anh Nghĩa ơi, em tắt nhóm rồi. Rồi, nó chưa trở mặt chưa Harry. Harry, nãy ai chọn đầu tiên vậy em? Chọn ẩm mà, nên nên đẻ. Cái gì vậy trời? Mới về sướng quá luôn rồi. Hả? Ba cái con người này dễ sợ quá. Người ta phong độ đẹp cứu lại được luôn á. Tại vì á, em là phận đàn em mà nghe Harry chọn thì hai vợ chồng đã chọn rồi, không lẽ giờ em cự? Ủa chồng ơi, chồng cùng chơi chung mà tại sao chồng một mình chồng trốn vậy? Sao hèn hạ dữ vậy trời? Đàn ông một khi chọn rồi thì mình cũng phải kiểu như là anh đàn ông mạnh xịn. Anh mạnh mẽ lên, gồng lên đi. Anh có làm chưa? Thì đó. Ủa mà nè, làm gì nhà bên đây đứng lên như có. Ủa, lỗi vậy? Mình có chuyện gì vậy? Không có lộn vậy. Cái sự đứng này là cái sự ngưỡng mộ và cũng thay cho những người xa ngã. Cảm ơn em, mặc dù em phải ra về nhưng tụi anh vẫn rất vui vì em đã đến với chương trình. Và tụi anh biết từ đầu là em hát hay rồi. Tụi anh vẫn đứng đây với sự tôn trọng. Những người ngồi là không coi em ra gì. Đâu đâu có, em có coi ra gì chứ. Anh nói gì vậy, coi ra gì, ra một ca sĩ mà. Trời ơi, chồng ơi, tại sao không đứng dậy vậy chồng? À, mình đứng dậy đi, mình tỏ lòng ngưỡng mộ. Vậy thì mình ngồi xuống. Em ơi, giới thiệu về mình đi nào. Dạ, em tên là Văn Khoa. Em là thiết kế nhưng mà không phải thiết kế bóp da mà em là thiết kế đồ họa. Mà em có đi hát không? Em không có đi hát. Rồi có đi học hát đâu không? Dạ chưa không. Sao hát hay vậy? Tự nhiên đẻ ra cái biết hát hay vậy đó hả? Dạ. Trời ơi, dạ nhẹ nhàng. Dạ nhẹ nhàng. Nhỏ khiêm tốn. Em năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 23 tuổi. Mới bước vào đời 23 tuổi hát hay. Năng khiếu bẩm sinh cha mẹ
sinh ra là có giọng hát hay vậy. Bây giờ chưa có một cái cơ sở nào để mà chuẩn bị bước tiếp thì đã bị vùi dập ở một chương trình như thế này. À, thật sự ra thì các anh các chị muốn cho em có cơ hội cọ sát hơn để mình biết được như thế nào là các anh bạn bán thở hay thở. Mời em. Ê, bạn. Thở hay thở. Em. Hai tay anh ôm xương dòng chân đau. Hai tay anh ôm xương dòng chân đau. Hai tay anh ôm xương dòng chân đau. Đôi vai anh mang nỗi buồn dần lâu. Chân anh lang thang tìm em ở khắp chốn. Nước mắt trào. Bên em giờ ở nơi đâu? Cưng quá. 2, 3, vô. Đôi khi cô đơn chia hẳn từng cơn. Trái lá ngày lan lề. Chưa cô em giờ đây khóe mi anh. Sạch sẽ. Hát nữa. Em trai tên gì, bao nhiêu tuổi? Dạ em tên là Trương Quang Hùng ạ. Em 20 tuổi. Dạ em sinh viên năm 2 trường đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh ạ. Bây giờ tham gia văn nghệ không em? Có bồ chưa? Dạ có rồi anh. Có rồi ha. Có hay hát cho bồ nghe không? Dạ không. Đó là cách bảo vệ tình yêu đó em. Cảm ơn em rất là nhiều nha. Qua vòng này. Đã rất lâu rồi chúng ta mới nghe lại ca khúc này với một cái bản phối hoàn toàn mới. Cảm ơn em nha, mời em về chỗ. Không bàn cãi gì nữa, hay. Bạn này hát hay. Hay. Do cái gì? Lộ liễu. Lộ liễu. Quá lộ liễu. Với lại em để ý cái tóc giả lúc trong clip đó là em nghĩ là hát hay. Quá trang. Cố làm cho xấu đi đúng không? Tức là cố làm cho thành một người bình thường bởi vì kiện thứ không ai chăm chút và nhuộm tóc như thế đúng không? Rồi. Rồi qua người khác luôn, khỏi cần nói gì nhiều nữa. Đúng. Vậy là nhanh. Tại sao vậy? Là thi marathon luôn, mạnh ai nó chạy á. Còn Harry? Em thấy cái nhịp thở với lại cái tay á, em thấy nó rất là không có được tự nhiên. Thì thông qua cái này cùng à. Em nghĩ là không hát hay là tại vì bạn không có tự tin, với lại mà không có được cái nhịp trong người giống như Harry nói. Bé này hát cỡ Diệu Nhi là cùng à. Phải vậy ông Tú? Em không biết. Không biết. Bây giờ có hai trường hợp xảy ra nè. Nếu như chúng ta nhìn thấy trên khấu vừa rồi thì chứng tỏ đều là cô này hát không hay. Tất cả mọi thứ đều lọng cộng, tự tin càng không có nữa, đi còn phải dòm xuống đất. Thứ hai nữa thì có một cái trường hợp xảy ra nữa là nếu mà cổ đỉnh cao về diễn xuất là nãy giờ chúng ta đã bị lọt bẫy. Còn một cái điều thứ ba nữa là cổ hát hay nhưng mà cổ chưa bao giờ hát trước tất cả mọi người và ánh sáng. Với lại nhiều khi là khi cô ta hát nhép không phải là của mình á, cô ta không có quen. Nhưng mà cái dữ liệu đầu tiên mình vẫn có niềm tin nhất, có nghĩa là cổ hát không hay. Em tin vào những điều em thấy. Em thấy sao? Em thấy giống như những gì mà anh Giang nói. Cảm ơn em nha. Số 4, mời em. Người quen của anh Tú đây. Em tự nhắc mình cô nên nỗi đau. Tao Thành, bạn này thì sao? Bạn này chắc là bạn số 3 đó. Bạn thân luôn đó. Hai đứa không chừng ở chung phòng trọ đó. Vậy là sao em cũng hát không hay luôn hả? Yeah, very, oh yeah. À, Như đồng ý không em? Dạ, em cũng cảm tự tin. Có một cái họ gì đó. Họ không cầm micro để chờ. Dạ, đúng rồi. Họ vẫn để bình thường, khi nào nhận lên thì ta hát thôi. Lập, em thấy sao? Phong thủy thế nào?
Em thấy màu trắng này em nghi quá. Nghi sao? Hai bạn đều mặc đồ màu trắng luôn. Chung lớp thanh nhạc hả? Dạ chắc chung lớp đó. Sao Tú, cô giáo dạy thanh nhạc của em đó. Hát hay à, Tú vẫn khẳng định là hát hay. Vậy lát cho Tú hát chung với bạn. Đúng vậy. Tú Huệ nha. Mình đến với bạn số 6. Đâu, anh vẫn chạy đến đéo. Có sao đâu, anh cũng thấy buồn nhưng chẳng lâu. Dẫu nơi đâu, anh vẫn chạy đến để ôm chặt em. Hạnh phúc cho ai là do em chọn. Còn niềm đau hay để anh đón. Đừng buồn em ơi, vì đã có anh buồn thay rồi. Chọn lộn để tán vô mặt. Lần đầu tiên thấy ca sĩ vừa hát bây giờ cầm cái bay này. Cảm ơn em. Mời đội chỗ. Cái cục đó đó là để lát ai chọn lộn để tán vô mặt đó. Để tán xin ăn vô mặt luôn. Tán bứt cái miệng khỏi nói. Em nghĩ là bạn này hát hát hay. Sao vậy? Tại vì khi mà nhạc lên mắt của bạn, em thấy được cái tình trong cái nhạc mà em cảm nhận là bạn có gì. Bạn cận thị bỏ mắt kiến ra không thấy đường. Ờ nhéo lại á. Với lại bị ướt tướng lệ á cho nên nhìn nó long lanh vậy thôi. Em thấy thiệt là chi tiết luôn á. Sao vậy anh Thọ? Chính xác dễ sợ luôn. Anh cũng thấy giống vậy hả? Dạ không. Em thấy bạn hoàn toàn là hát dở. Ừ. Giờ thấy sao giờ? Em thấy em thì hơi suy nghĩ khác với chồng. Thấy dạ? Tại vì lúc mà trước khi diễn á, là họ ra ngoài bên đó xong họ chỉnh áo lại, thì em thấy có cái gì đó sự tự tin tràn ra từ cái người đó. Anh hiểu không? Sự tự tin mình làm như là gì mà tràn ra. Chứ là anh nghĩ rằng ủa cái chuyện chỉnh áo nó bình thường quá mà Harry. Không phải có một sự chỉnh chu của một người bước lên sân khấu. Yeah. Ủa Như vậy là em không chỉnh chu đúng không Như? Không, em rất chỉnh chu đó anh. Cái áo em nó rớt bên này kìa. Không, cái này là lace. Nhưng mà tại vì cái bạn này là nhiều khi là cái người stylist hay là một cái gì đó, diễn viên hay gì đó thì thích đẹp ra chỉnh thôi. Bình thường. Hồi nãy bạn này run muốn chết hà. Dạ. Ra mà cái tay phiêu phiêu lạ lắm. Biết hát là biết nhịp đó. Nhưng mà em vẫn nghi là hát không hay. Vẫn nghi ngờ hát không hay. Còn Tú thì sao? Em thì em nghĩ rằng bạn này hát hay. Chỉ là nghĩ đơn thuần thôi em. Dạ nghĩ đúng đơn thuần, không nghĩ sâu được hơn. Thôi đi đào sâu chút xíu anh mời Quỳnh Lập vậy. Lúc mà bạn này lên hát, lúc mà nhạc lên nha, em để ý cái ngón cái của bạn á. Tới cái ngón cái luôn. Dạ anh. Tại vì cái đôi giày đó, cái da của đôi giày nó mỏng lắm. Cái ngón cái nó nhúc nhích vậy nè. Là nhịp. Nhịp theo cái nhạc á. Đứng nhịp thấy rõ ràng luôn. Nhịp. Nhịp. Phải. Nhịp. Bị đau khóe. Qua wow, bà số 4 móc á. Với lại nha, em nhìn vào thôi, em nhìn một cách rất là bình thường thôi. Với cái thần thái và cái phong thái bạn đang hát á thì tự nhiên cái em quên đi là bạn đang hát nhép. Đúng rồi. Em quên hẳn luôn. Bạn này nè, hồi nãy giờ em thấy nha, nhịp bạn có, mình thấy cái đó mình không bàn cãi. Nhưng cái thứ hai là ca sĩ hát một đường, bạn nhép một nẻo. Bạn nhép theo cái kiểu, nó chỉ có hai trường hợp. Một là cách hát đó là hát nhanh và khẩu rất chắc, hát rất say mê. Nhịp có như trường độ là dính, còn cao độ là đi xa lắm. Vậy là anh em không có cùng suy nghĩ rồi. Dạ. Vậy bây giờ cá tiền đi. Khá là khách giỏi đó. Em ơi, đây là giọng ai giọng ai chứ phải World Cup em. Cái gì mà cá độ đó vậy? Trời đất ơi, vợ tôi dễ sợ thiệt chứ. Rồi, thôi để đó nha. Mình này á mới vô rất là khó, nhưng mà bạn không có đón từ xa mà bạn tới nhịp là mới để lên thì em cảm thấy bạn rất là chắc nhịp. Nói được đó là một dancer mà em thì em nghĩ rằng là cái gì đó mà này hay anh ơi. Bây giờ là nãy dancer ơi, em nói dancer cũng có nhiều người hát hay chứ bộ. Ờ xem nói hát hay tại vì Giang ơi em nói đi Giang. Hay.
Hay. Hay. Hay. Cô này hay. Và vậy nè, hồi này rất là cố tình không nhúc nhích. Đúng làm rồi. Như vậy để đẹp mình lại. Sao lập này cố gắng gồng mình lại để cho mình cảm giác lộng cộng lộng cộng, mà rõ ràng nhìn vào vẫn thấy được cái thần thái chưa có kết quả. Tụi em đang số 3 rồi thì á, bé số 4 ở chung nhà kìa. Số 6 luôn hả? Ok, số tay á em. Bé này hát cỏ gì? Sốc gì gia đình là gì? Tại sao vậy? Sao vậy dạy thanh nhạc mà sao kỳ vậy? Không, không phải cô giáo dạy thanh nhạc đâu, chắc dạy hài á. Chị Huệ, chị bình thường chị hát hay lắm mà chị Huệ. Chị Huệ bị lạnh quá. Hồi nãy tôi thấy thoáng một nét cái mặt Tú là Tú vừa lên tròn cái áo qua. Nãy trước khi đưa áo lên là có lạnh không em? Lạnh, trẻ vừa tròn vô bà cái đập ráp Tú muốn giật lại luôn. Giật lại luôn. Thấy kỳ không giật. Mà bà hát á, tôi thấy là nó hợp cái vụ làm neo ghê á. Mỗi lần là đang làm móc khóe đúng không? Móc tới cua đau đau quá. Móc xuống cái khóe là vô là quá. Mà phải tới cái câu mà hôm nay tôi cô đơn quá tôi mới nhận mới ra biết. Này. Mới không bao giờ cô đơn được đâu em. Khi nào em cô đơn em cứ hát đi, hàng xóm sẽ bu em liền. Trời ơi, quá. Dễ thương quá. Ở đâu ra vậy? Quay hình này bán vốn anh, tại vì em tập hát á. Quay tập hát. Ủa nãy giờ là cũng phải tập. Em rất là tâm huyết vô chương trình này. Thôi bớt chà, bớt chà, bớt chà. Tú đội cái áo kìa, Tú đội cái áo thiệt kìa. Một người đàn ông vốn lịch lãm như anh Tú mà phải trở mặt là hiểu rồi đó. Em,
em có đam mê với âm nhạc hả? Dạ rất đam mê. Bớt mê lại nha em. Muốn sau này ra trường làm gì nè? Dạ làm ca sĩ. Trời ơi. Ca sĩ. Trời ơi. Sao có ước mơ gì mà nghiệt ngã quá vậy? Hả? Em ơi, em có người yêu chưa? Dạ chưa chị. Vậy thì em lúc mà em có người yêu á, em có muốn hát tặng cho người yêu không? Dạ rất muốn chị. À rất muốn. Nhớ nha cơm ca thường xuyên mỗi năm nghe chưa? Em định là Annie mỗi tháng là em sẽ hát tặng người yêu của em. Nếu em có người yêu, em sẽ có được một người yêu khác nhau nha. Dạ. Cảm ơn em, cảm ơn em. Được hai người. Hai theo tiếp. Con bạn đi hát bao giờ chưa? Một vài lần. Một vài lần hả? Hát ở đâu? Hát ở tụ điểm cà phê hay là hát ở chương trình hay là hát ở sao? Cà phê ạ. Tiếp tiếp. Còn bạn này nữa, hai bạn này nữa. Lặng. Dạ, anh ơi, giữa anh hát ở đâu rồi? Hát ở trên sân khấu. Coi tuổi gì? Coi tuổi cho em đó. Coi tuổi cho em đó. À đó. Anh nhiêu tuổi rồi? Em 20 ạ. 20. Lên, còn bạn này nữa. À, chị gái là chị đã từng hát ở đâu rồi chị gái? Phòng tắm nhà em. Hết chưa? Người ta nói rất là chân thật đúng không? Từng hát ở đâu? Tức là có thể đã từng hát ở phòng tắm ở nhà mình rồi. Đó. Bây giờ đội trưởng thành nha. 30 giây bắt đầu. Bạn gái có biết nhảy không? Dạ không. Không biết nhảy. Em trai số 2. Em mê ca sĩ nào? Đại Trúc Nhân. Em thích hát dòng nhạc gì? Dòng gì em thích? Số bộ, em gái có bộ cho em? Dạ rồi ạ. Có rồi hả? Ăn cơm chưa? Dạ chưa anh. Chưa ăn hả? Hãy như ý kiến gì đi. À, bạn đầu tiên. À, hết giờ rồi em. Phong thủy em không tốt thì sao á? Do em chậm chứ ai đâu phong thủy gì. Được, hỏi liền đi. Có 3 giây còn. Em trai đầu tiên. Tự nhiên làm đẹp. Tại em bắt ra. Tạo nét. Tạo nét. Điều quá em xin lỗi. Tạo nét riết mất nét luôn đó. Bây giờ sẽ có 3. Tư vấn nào? Em thì nào cũng được. Biết việc hỏi hỏi. Dạ, tôi biết việc hỏi hỏi. Thứ gì? Lâu lâu thử tế được là không cả đầu vậy đó. Tại là lúc đầu em đã nói là em theo đội anh Xìn, là anh Xìn nói đúng là em theo hết luôn á. Em vô tri vậy em? Không, em có nghĩa, gọi là cái từng nghĩa với anh đó. Đúng em đưa sao? Em đi. Đúng sao là chúng ta một xu, chúng ta phải là anh em tốt. Chị ơi! Xìn ơi! Dạ, em theo anh Xìn. Cảm ơn em. Dạ, sao vậy? Em nghĩ là số 1 là thật ra thì cái thuận thái với những cái cách nhịp này nọ thì rất là vững chắc nên chắc em nghĩ là hát hay. Và số 2 nói chuyện là biết là giọng rất là khỏe rồi cho nên rất là hay. Cho nên chúng tôi đã chọn số 3. Hả? Cô gái giấu mặt này. Dạ. Sao em nói xong cái Thành như cứng người trơn trọi vậy? Thấy bà này. Ừ. Thấy bà này bà ca sĩ mà không ai gọi là tới cái tên. Ca khó đó. Cái mặt mà từ nãy giờ không có cảm xúc mà kiểu còn khinh bị kiểu. Chúng mày chọn tao à? Tao cho chúng mày chết. Kiểu vậy đó. Làm sao? Có quyết định chọn bà này không? Vợ em nói ông nội không dám cãi nữa. Đúng rồi, anh chị em chọn mà em dám cãi đâu. Thiệt cái Như ơi, bữa nay em như bù nhìn vậy đó Như. Để ngồi chung. Làm sao? Có quyết định chọn bà này không? Vợ em nói ông nội không dám cãi nữa. Đúng rồi, anh chị em chọn mà em dám cãi đâu. Thiệt cái Như ơi, bữa nay em như bù nhìn vậy đó Như. Để ngồi chung. Đó. Đã được sự lựa chọn từ cãi nhà của hai anh em gì mà tốt. Nha. Cái đường số 1 có mai chọn nhỏ à. Tú. Em chọn bạn số 2 ạ. Lộn. Em quen mà gần nhà em quên đường Nguyễn Trãi. Nhà có hai anh em gì mà Tú. Hồi nãy là vậy nhưng mà sau 3 giờ mình nhận lộn người. Được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nghe anh chàng này hát nha. Rất là. Con sóng xô ngoài khơi. Mời Harry. Anh ra đi quên hết sao yêu hôm nào. Người ơi, giấc mơ ngày xưa em đã có anh. Và là người biết. Ngày dần trôi em không xóa đi. Ngày dần trôi em không xóa đi. Bên anh lúc xưa, ôi, đành quên thôi những dấu yêu bên người. Chiều hôm nay nghẹn ngào.
Cảm ơn em đã hát chung với chị nha. Chúc mừng Harry. Cảm ơn mày đã. Và cảm ơn Thủy Tiên đã đến với chương trình nha. Hạnh phúc với em bây giờ. Không phải mình vẫn có thể tin là hai người chọn đều là hai người hát hay. Trường hợp đất lắm Tú. Đó là do mình hy vọng thôi. Hay, em nghĩ là hay á. Thì bây giờ mời em. Mời em. Anh em Tú. Tên anh. Em tên anh Tú à. Quay lưng này. Rồi, anh. Ban. Ban. Một mình anh lang thang nơi phố không người. Nhìn bàn chân bơ vơ chẳng biết về đâu. Có lẽ phải tìm một người để được nói hết những men say thành câu. Nào tay đời. Vì từ lâu anh vẫn dõi theo nơi em mà. Nhìn trái tim anh đón lấy những cuộc tình qua. Và biết đâu chuyện chúng ta sẽ giống như anh nguyện cầu. Khi mà nhạc lên mắt của hay nhìn vào mắt mày mà lấy lên. Nhìn vào mắt mày mà lấy lên. Để cho anh biết biết với hạnh phúc em với ai. Còn đường dài anh đi anh muốn em sẽ là người cùng anh chung. Mày lại đây để cho anh biết quê yêu thương những lời yêu mà anh đã muốn soi chẳng thể nào lên lời lên lời. Chẳng thể nào lên mày lại. Chẳng biết về đâu. Có lẽ phải tìm một người để được nói hết những men say thành câu. Now baby. Vì từ lâu anh vẫn dõi theo lời em mà. Vì từ lâu anh vẫn dõi theo lời em mà. Vì trái tim em đón lấy những cuộc tình qua. Bạn biết đâu chuyện chúng ta sẽ giống như anh nguyện cầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.